Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 188. Ngô Bình hỏi, thiên cơ gì? Tư sinh, con người không hoàn hảo, vũ trụ cũng thế, nó có rất nhiều khuyết điểm và lỗ hổng. Thiên cơ này là lỗ hổng của vũ trụ. Ngô Bình dao động, nghĩ đến lỗ hổng vũ trụ trong Tiên Vương Đồ nhắc đến, hai cái này khác nhau sao? Trước đây cậu đã tu luyện một thiếu sót nên thử tìm thiên cơ đồ, khi cậu sử dụng bản lĩnh thì tất cả các đường nét và phù văn trên thể lực đều bắt đầu chuyển động, nhanh chóng ngưng tụ thành một cuốn kinh thư. Ngô Bình sửng sốt, hiểu ngay đây là chuyện gì, nói, hóa ra trước tiên phải lĩnh hội thiên cơ mới có thể hiểu được thiên cơ đồ. Cậu nhanh chóng ghi lại nội dung của cuốn kinh thư này, sau đó cất thiên cơ đồ đi. Cất thiên cơ đồ đi, cậu phát hiện có một bộ xương trắng đang ngồi khoanh chân cách đó không xa, quần áo đã hóa thành tro. Trên ngón tay của bộ xương trắng có đeo một chiếc bảo thạch, Ngô Bình tháo ra xem, quả nhiên là một chiếc nhẫn chứa đồ. Cậu cũng không xem kỹ, cất chiếc nhẫn đi rồi quay về, rất nhanh đã quay lại con đường cũ, đi đến trên tầng cuối cùng. Dư Quảng Hạ nhìn Ngô Bình, mừng rỡ nói, cậu Ngô, lấy được chưa? Ngô Bình, bên trong chẳng có gì cả, chỉ có một bộ xương trắng, chúng ta đi thôi. Một người một chó đi lên trên, đi được một đoạn, Ngô Bình dừng lại nhíu mày nói, ở trên toàn là người, chuyện gì thế? Sắc mặt Dư Quảng Hạ khá khó coi, nói, lần trước lúc tôi chạy trốn đã cảm nhận được có người đang theo dõi mình, lẽ nào đã bị lộ vào lúc đó rồi? Ngô Bình, sao anh không nói sớm? Dư Quảng Hạ, tôi nghĩ người ngoài không biết mật khẩu, dù có biết cũng không vào được. Ngô Bình cười nhạo, vậy giờ chúng ta ra ngoài thế nào? Dư Quảng Hạ, công tử có cách nào hay không? Ngô Bình mặc kệ anh ta, chậm rãi lên đến phía trên, sau đó cậu thi triển bí thuật ẩn thân, cậu và chó mực lập tức biến mất. Sau đó, lối vào mở ra, những người bên ngoài giật mình, sau đó lao vào như ong vỡ tổ. Họ chạy xuống dưới theo các bậc thang, rất nhanh đã đến tầng đầu tiên, kết quả kiếm thủ con rối ra tay giết chết từng người một. Khi mọi người vội vã chạy xuống, Ngô Bình mới dẫn Dư Quản Hạ lặng lẽ ra ngoài, lúc này phía trên đã không còn ai nên cậu thi triển thuật chạy trốn nhanh chóng rời khỏi đó. Có vài bẫy cơ quan không phải là thứ mà các tu sĩ bình thường có thể đột phá. Hôm đó, có hàng chục người đã chết trong động phủ, mấy chục người bị thương. Thế nhưng điều khiến mọi người sụp đổ là lúc họ đến động phủ thì phát hiện không có một thứ gì ngoài một bộ xương khô dưới đất. Ngô Bình nhanh chóng quay lại khu biệt thự Hoàng Long, cậu trước tiên lấy cơ thể bị giam cầm của chó mực ra, nói kiểu đóng băng này rất lợi hại, tôi sẽ ngâm trong nước thuốc một lúc xem có thể hồi sinh thân xác của anh không. Chó mực, cậu Ngô bao lâu thì có thể hồi phục? Ngô Bình, có thể là một tháng, cũng có thể là ba ngày, anh đừng lo. Thân xác anh sẽ không bị tổn thương. Chó mực thở phào, cũng may có công tử giúp, không biết cậu có phát hiện ra cái gì bên trong không? Ngô Bình mấy chiếc nhãn đó ra nói, tu vi của người trong động chắc là đạt đến đạo cảnh, nhãn của ông ta thiết lập cấm chế, bây giờ tôi không thể mở được. Dư Quảng Hạ nói, bảo tàng của cường giả đạo cảnh chắc chắn có giá trị cực cao, công tử phát tài rồi. Ngô Bình cất chiếc nhãn đi rồi nói, anh tạm thời cứ ở trong nhà tôi. Sau này tôi gọi anh là Đại Hắc. Dư Quảng Hạ, được, mọi chuyện đều nghe theo cậu. Ngô Bình, anh ở tạm trên lầu nhé, không có việc gì thì đừng chạy lung tung. Một đêm yên tĩnh, buổi tối Ngô Bình kiên trì tu luyện. Bữa sáng hôm sau, khi Ngô Bình dẫn chó mực xuống lầu, Ngô Đại Hưng ngạc nhiên nói, Tiểu Bình, chó ở đâu đấy? Ngô Bình, ồ, con nhặt ở trên đường ạ, nó tên là Đại Hắc, rất ngoan. Ngô Đại Hưng cũng là người thích chó, ông ấy lập tức đi đến vuốt ve đầu con chó, vừa sờ vừa nói, con chó này trông cũng đẹp đấy, bốn chân màu trắng, những chỗ còn lại đều là màu đen. Lông vừa mượt vừa bóng, lát nữa bố dẫn nó ra ngoài đi dạo. Dư Quảng Hạ cảm thấy mất kiên nhẫn khi bị một người phàm xoa đầu, nhưng anh ta biết đây là bố Ngô Bình nên không dám phản kháng, ngược lại còn nịnh nọt người này. Ngô Đại Hưng vì muốn dắt chó đi đạo mà cũng chẳng thèm ăn cơm đã ra ngoài. Ăn cơm xong, Ngô Bình gọi điện thoại cho Hàn Băng Nghiên nói lát nữa đến tìm cô ấy. Trước đó cậu cải thiện trí thông minh giúp Hàn Băng Nghiên nên giờ muốn xem hiệu quả thế nào. Ngô Bình vừa lái xe ra khỏi cửa đã nhìn thấy Ngô Đại Hưng đang cãi nhau với hai mẹ con trên con phố cách cổng biệt thự không xa. Hai mẹ con này đều rất xinh đẹp,
một người khoảng 40 tuổi, một người khoảng đầu 20. Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi mặt trái xoan, giọng nói lanh lảnh, mặc chiếc váy dài màu trắng ngà, dáng người khá tốt. Cô ta tức giận nó lắc xoái là con chó tôi nuôi 5 năm, sao lại là của ông được? Ngô Đại Hưng, đùa gì thế, đây là đại hắc nhà tôi. Cô nhìn xem nó có phản ứng gì với cô không? Nếu cô là chủ của nó, đại hắc có thể xa lạ với cô thế à? Người phụ nữ gấp gáp nói, nó là hắc soái của tôi, ông không nói lý, tôi muốn báo cảnh sát. Ngô Bình vội xuống xe, nói với Ngô Đại Hưng đang trợn trừng me, bố về trước đi, để con giải quyết. Ngô Đại Hưng hừ một tiếng, tiểu Bình, đại hắc cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, chắc chắn cô ta không phải là chủ nhân, con phải cẩn thận, đừng bị cô ta lừa. Được rồi, con biết rồi, bố mau về đi. Cô gái xinh đẹp nhìn Ngô Bình nói, nếu anh không trả hắc soái lại cho tôi, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Ngô Bình nói, người đẹp, đừng vội, tôi hỏi trước nhé. Sau đó anh hỏi chó mực, cô ta là chủ nhân cũ sao? Chó mực gật đầu, người phụ nữ ngây người, hắc soái thông minh thế à? Ngô Bình hơi bất lực, nói với người phụ nữ, người đẹp, con chó này bị bệnh, cần được chữa trị ở chỗ tôi một thời gian. Cô yên tâm, đợi nó hết bệnh, tôi sẽ đưa nó đến trả cho cô. Người phụ nữ không tin lời Ngô Bình, tức giận nói, hắc soái đã yên ổn, sao có thể bị bệnh được, cậu là kẻ lừa đảo, muốn lừa đem chó nhà tôi đi. Cô ta mới nói được, chó mực bỗng ngã xuống đất, nước bọt trắng trào ra, tứ chỉ co giật. Người phụ nữ hốt hoảng nói, nó sao thế? Ngô Bình thấy Dư Quảng Hạ phối hợp với mình, vội vàng ôi trời một tiếng rồi nói, thôi xong, lại phát bệnh rồi, sau đó cậu ngồi xuống xoa bóp cho. Con chó. Vài phút sau, chó mực mới bình phục, lại đứng lên như trước. Người phụ nữ thở phào, hắc soái, mày làm sao thế? Ngô Bình nói, tôi đã nói rồi nó bị bệnh, cô phải để tôi chữa bệnh cho nó. Cô đừng lo, tôi sống ở đây, không chạy được đâu. Lúc này người phụ nữ nhìn biệt thự Hoàng Long, bĩu môi nói, biệt thự Hoàng Long đổi chủ từ bao giờ thế? Sao tôi không nhận ra cậu? Ngô Bình nghe được ý tứ trong lời cô ta bèn hỏi, cô biết chủ nhân của biệt thự Hoàng Long? Người phụ nữ, đương nhiên, Liễu Kim Long là cậu tôi. Ngô Bình ồ một tiếng, cô có thể gọi cho Liễu Kim Long hỏi thử có phải bây giờ tôi đang sống ở biệt thự Hoàng Long không? Gọi thì gọi, người phụ nữ lấy điện thoại ra, gọi cho một số. Điện thoại được kết nối, người phụ nữ hỏi, cậu ơi, cậu có nhà không ạ? Cháu và mẹ đến tìm cậu. Trong cuộc gọi, Liễu Kim Long cười nói, ở nhà, Nguyệt Nhi, cháu nghỉ hè chưa? Sao lại có thời gian về nhà? Cô gái cậu, cháu nghe nói cậu về nên đương nhiên phải đến thăm cậu rồi. Hai người họ nói với nhau vài câu thì cô gái hỏi, cậu, ngoài cổng có người nói sống ở Sơn Trang Hoàng Long nhưng cháu không quen biết anh ta, cháu nghĩ là lừa đảo. Liễu Kim Long vừa nghe thì nghĩ ngay đến Ngô Bình, liền vội nói, cháu đưa điện thoại cho cậu ta đi. Cô gái đưa điện thoại cho Ngô Bình cầm lấy rồi cười nói, anh Liễu, cháu gái anh đang đứng trước cổng, không đến đón sao. Liễu Kim Long vội nói, cậu Ngô, thật xin lỗi, tôi sẽ qua ngay. Cô gái ngơ ngác, không ngờ cậu lại sống ở Sơn Trang Hoàng Long thật. Anh là khách của cậu tôi sao, cô ta hỏi. Ngô Bình, có thể nói là vậy, người đẹp, cô tên gì? Cô gái hứ một tiếng rồi nói, tại sao tôi phải nói cho anh biết? Ngô Bình nhún nhẹ vai, nói, không nói thì thôi. Lúc này, Liễu Kim Long từ xa bước nhanh tới, chỉ mấy bước là đến trước mặt họ, anh ta vội chắp. Tay nói, cậu Ngô, thật xin lỗi quá. Ngô Bình, không sao, hai người nói chuyện đi. Cậu nói xong thì để chó mực về nhà trước còn mình thì lái xe đi gặp Hàn Băng Nghiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô gái nhìn thấy Ngô Bình lái xe đi thì bĩu môi, ra vẻ gì chứ? Liễu Kim Long cười mếu, nói, Nguyệt Nhi, cậu Ngô này là nhân vật rất lợi hại, cháu không được vô lễ với cậu ấy đâu. Cô gái chớp mắt, hỏi cậu, anh ta còn lợi hại hơn cả cậu sao? Liễu Kim Long, cậu của cháu đứng trước cậu Ngô giống như con kiến đứng bên cạnh con hổ vậy. Cô gái giật mình, giữ vậy sao? Người phụ nữ đứng im lặng cả buổi lên tiếng. Anh hai, Nguyệt Nhi lại phát bệnh rồi, hơn nữa,
còn nghiêm trọng hơn trước đây, em cũng không biết phải làm sao nữa. Dường như Liễu Kim Long đã đoán được chuyện này từ sớm, anh ta nói, không sao, đợi cậu Ngô về anh sẽ nhờ cậu ấy xem thử, y thuật của công tử cũng rất giỏi. Cô gái vô cùng kinh ngạc, cậu ta biết y thuật sao? Liễu Kim Long nghiêm nghị nói, Hạnh Nguyệt, lát nữa gặp lại cậu Ngô, cháu nhất định phải giữ thái độ tôn trọng, biết chưa hả? Từ nhỏ đến lớn, Liễu Kim Long rất hiếm khi nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu nghiêm nghị như thế, Hạnh Nguyệt hơi tủi thân, nói cậu, cháu biết rồi. Ngô Bình không đến nhà Hàn Băng Nghiên vì giữa đường cô ta đã gọi điện thoại, nói rằng mình đã hẹn mấy bạn học đi hát karaoke, thế nên cậu đã đến thẳng quán karaoke Lâu Đài Hay Ca. Lâu Đài Hay Ca là một tầng chuyên dùng để ca hát trong một tòa lầu 9 tầng, tòa lầu đó tên là Thành Sao Giải Trí, là khu giải trí tổng hợp, một tầng ca hát, hai tầng ăn uống, những tầng còn lại dành cho mua sắm. Đương nhiên, tầng 7 đến tầng 9 của Lâu Đài Hay Ca chỉ mở cửa cho hội viên, vì danh mục giải trí bên trong khá đặc biệt, là thiên đường của đàn ông, là nơi giải trí của người giàu, cũng là nơi những người thích cá cược hay đến. Lúc Ngô Bình đến, Hàn Băng Nghiên đang cùng các bạn ở tầng 5 của Lâu Đài Hay Ca. Hàn Băng Nghiên thuê một phòng VIP, gọi ít thức ăn vặt và đồ uống, có mấy bạn đã chọn bài hát. Trong phòng có 17, 18 bạn, có người cậu quen, có người cậu không quen, người quen chẳng hạn như Từ Kiêu và bạn chung của hai người họ. Ngô Bình ngồi xuống, Hàn Băng Nghiên cười, nói, anh Bình, anh biết hôm này là ngày gì không? Ngô Bình giật mình, Băng Nghiên, hôm nay là sinh nhật em. Hàn Băng Nghiên, nói chính xác thì mai mới đúng, em sinh lúc 1:30 sáng. Có điều, em quen tổ chức sinh nhật trước một ngày rồi, vậy thì có thể được vui sớm hơn. Ngô Bình, Băng Nghiên, anh không chuẩn bị quà, em thích gì, ngày mai anh mua cho em. Từ Kiêu liền la lớn lên, anh Bình, anh vậy là không được đâu nha. Sinh nhật bạn gái mà lại không có quà, tôi đề nghị phạt anh Bình 3 chai. Hàn Băng Nghiên trợn cậu ta, lượn đi. Cậu tự đi mà uống. Từ Kiêu thốt lên, thiên vị bạn trai quá đấy. Ngô Bình cười ha ha, nói, được, vậy tôi uống 3 chai. Cậu cầm chai bia lên, bật nhẹ nắp, đổ hết chai vào miệng rồi ực một cái, liên tiếp 3 chai, các bạn học vỗ tay rầm rầm. Chính vào lúc đó, có người đạp cửa ra, một người đàn ông mặc áo đen nói, về hết đi, tối nay không kinh doanh. Tiền cũng trả rồi, đồ ăn thức uống cũng đã gọi. Mọi người đã sắp bắt đầu hát thì đối phương lại nói không làm ăn nữa. Hàn Băng Nghiên hỏi, tại sao lại không mở cửa nữa? Lúc chúng tôi đến các anh đâu có nói. Người đó khó chịu nói, hôm nay chị Hồng bao, quán, ai cũng không được ở lại, mau đi đi. Nhóm người của Hàn Băng Nghiên đều là học sinh, mặc dù khó chịu nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ra ngoài. Ngô Bình hỏi, đi cũng được nhưng có trả tiền lại không? Người đó trừng mắt, trả lại tiền gì? Ngô Bình, chúng tôi đã mất 20.000 để dùng dịch vụ ở đây, nhưng các anh lại không cung cấp được dịch vụ, vậy chúng tôi chỉ đành lấy tiền lại. Người đó cười lạnh lùng, lần này không dùng được dịch vụ thì lần sau đến lại, tiền đã trả không thể hoàn lại. Ngô Bình, không hoàn tiền thì chúng tôi sẽ không đi đâu. Người đó không ngờ Ngô Bình lại cứng đầu như thế, anh ta cười lạnh lùng, nói, nhóc con, cậu không đi thật đúng không? Ngô Bình, không sai, ít nhất chúng tôi cũng phải chơi được nửa ngày. Người đó chỉ vào cậu, gật đầu, nói cậu đợi đấy. Hàn Băng Nghiên liền nói, anh Bình, hay chúng ta đổi chỗ khác đi. Ngô Bình, không cần đổi. Từ Kiêu, đúng vậy, không đổi. Tôi thấy dáng vẻ ngông cuồng của tên đó là ứa gan rồi. Ngô Bình, vậy sao? Vậy lát cậu lên xả giận trước đi. Từ Kiêu gãi đầu. Cười gượng, chẳng phải có anh Bình ở đây sao? Cần gì tôi phải ra tay chứ? Chưa được 3 phút thì liền có một đám người đến, dẫn đầu là một tên cao to vạm vỡ, sau khi hỏi chuyện người đàn ông áo đỏ xong thì không nói gì, xông thẳng về phía Ngô Bình, giơ tay lên định tát vào mặt cậu. Ngô Bình ngồi im, đưa chân đạp lên mặt người đó phụt máu mũi, bị đá văng ra mấy mét và ngất lịm đi. Những người đi cùng anh ta ngây ra, lúc phản ứng lại thì thi nhau xông về phía Ngô Bình. Ngô Bình đứng dậy, hạ gục tất cả chỉ với vài đấm, vài đá, còn lại mỗi người đàn ông áo đỏ, cậu nói anh có thể tiếp tục gọi thêm người. Người đàn ông áo đỏ biết mình đã gặp phải cao thủ,
lập tức nghiến răng, chạy ra ngoài. Những người trên sàn vẫn còn đang rên rỉ, Ngô Bình bảo Từ Kiêu mở loa rồi hát một bài mà mình không thuộc lắm. Cậu mới hát được một nửa thì có một tên đầu chọc, xăm đầu hổ bước vào, gã nhìn quanh những thuộc hạ đang nằm dưới đất một lượt rồi hạ giọng. Nói với vẻ mặt nặng nề, anh bạn, cậu có biết ông chủ của Thành Sao Giải Trí là ai không? Không, anh có thể nói cho tôi biết. Ngô Bình bình thản đáp. Tên đầu chọc nói, Thành Giải Trí là sản nghiệp của Tiên Gia, hôm nay chị Hồng đến chơi, bao hết cả tầng 3, hy vọng cậu có thể nể mặt, không làm mất hòa khí của nhau. Ngô Bình, đám rác rưởi các anh mà cũng xứng nói chuyện hòa khí với tôi sao? Tôi cần hòa khí của các anh làm gì? Tên đầu chọc thấy Ngô Bình không hợp tác thì hít một hơi thật sâu, nói nếu như cậu đã không nói lý thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Gã phất tay, một người đàn ông trung niên cao, tầm 1m7 đến 1m8 liền bước qua, ông ta đi chân không, cơ bắp chân chắc như sắt, có vẻ là một người tu luyện. Người trung niên mặc áo ba lỗ đen, ông ta nghiêng cổ nói, giờ cậu vẫn còn cơ hội đưa bọn họ. Đi. Ngô Bình cười nói, trông bộ dạng ông, chắc là luyện thoái pháp sao. Người trung niên hừ một tiếng, tiến lên một bước sau đó thân thể xoay chuyển, chân phải hung hăng quất tới như roi, trong khung trang vang lên một tiếng vù vù. Bốp! Một cước này có thể đá chết người, bỗng nhiên dừng lại trên không, bởi vì Ngô Bình đã dùng hai ngón tay ngăn lại. Răng rắc! Người trung niên đá rất mạnh, xương cẳng chân gãy thành ba đoạn, ông ta hừ lạnh một tiếng, vội vàng nhảy một chân lùi ra, sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Ngô Bình lắc đầu, công phu không được, các người đổi người đánh được lên đi. Tên chọc đầu vội hỏi người trung niên, sư phụ Trương, ông không sao chứ? Sư phụ Trương khẽ lắc đầu, liếc nhìn Ngô Bình, ông ta nói từng câu từng chữ, cậu ta là cao thủ đỉnh cao, tuyệt đối đừng dây vào. Nói xong cũng không nói gì thêm. Tên chọc đầu cũng cảm thấy chuyện khó giải quyết, gã hít sâu một hơi, nói cậu bạn, như vậy có được hay không, các cậu tiếp tục hát đi, chỉ phí hôm nay đều được miễn phí. Tên chọc đầu đã gặp nhiều chuyện lớn nhỏ, biết có ép buộc tiếp thì e rằng bản thân gã cũng không có lợi gì, lúc này mới bắt đầu chịu thua. Ngô Bình, bây giờ muốn dừng lại, anh nghĩ có thể sao? Không phải anh nói. Ở đây là địa bàn của Tiên Gia gì gì đó sao? Bảo ông ta đến gặp tôi. Tên chọc đầu nhíu mày, cậu bạn, cậu đừng có được đăng chân lân đăng đầu. Thân phận Tiên Gia cao quý, cậu muốn gặp là gặp được sao? Ngô Bình cười lạnh, thân phận cao quý gì, ở trước mặt tôi, ông ta cũng chỉ như côn trùng. Tên chọc đầu tức giận, cậu dám sỉ nhục Tiên Gia. Ngô Bình đi đến, tát một tát lên mặt gã, nói, không sai. Lát nữa tôi còn muốn sỉ nhục trước mặt ông ta nữa, tốt nhất anh bảo ông ta đến sớm chút đi. Tên chọc đầu hoàn toàn bị chọc giận, giống một tiếng, lao lên cùng mọi người xung quanh. Nhưng kết quả không cần nghĩ cũng biết, Ngô Bình chỉ nhẹ nhàng vào bước đã đánh ngã toàn bộ bọn họ. Tên chọc đầu bị đánh rất thảm, răng cũng bị gãy. Mấy cái, mắt bầm tím, cuối cùng cũng bấm gọi điện cho Tiên Gia. Động tĩnh bên này rất lớn. Không lâu sau có một cô gái mặc đồ đỏ dẫn theo một nhóm người đi vào. Nhìn thấy nhiều thuộc hạ của Tiên Gia đều nằm dưới đất, cô gái áo đỏ vô cùng kinh ngạc, cô ta hỏi có chuyện gì vậy? Tên chọc đầu nói, chị Hồng, người này nói năng lỗ mãng về Tiên Gia, còn ra tay đánh chúng tôi bị thương nữa. Chị Hồng trông cũng không tính là đẹp, khoảng chừng 30 tuổi, gương mặt có chút sát khí, cô ta quan sát Ngô Bình, nói cậu em. Cậu chắc chắn muốn trở thành kẻ thù với Tiên Gia. Ngô Bình nhướng mày, cô là ai? Cô gái, bạn bè đều gọi tôi một tiếng chị Hồng. Ngô Bình, thì ra là cô muốn bao hết phòng. Chị Hồng, cậu còn trẻ, tôi khuyên cậu bây giờ thu tay đi, nếu không một khi Tiên Gia ra tay, cậu hối hận cũng không kịp. Ngô Bình cười lạnh, con người tôi rất biết đạo lý, nhưng nếu người khác vô lý thì tôi cũng chẳng khách khí gì. Sau đó cậu tỏ ý mọi người tiếp tục hát. Chị Hồng cảm thấy Ngô Bình không nể mặt cô a, sắc mặt u ám, nói chuyện hôm nay cũng xem như do tôi mà ra, cậu muốn thế nào, nói ra nghe xem. Ngô Bình, tôi là muốn gặp mặt Tiên Gia gì gì đó thử một lần. Chị Hồng hừ lạnh, rượu mời không uống lại muốn rượu phả, nếu cậu đã muốn chết thì tùy cậu vậy. Nói xong, cô ta muốn dẫn người rời đi. Đợi đã, Ngô Bình gọi ta lại, cô cũng nói rồi, chuyện này do cô mà ra.
sao cô có thể đi được? Chị Hồng tức giận nói, cậu muốn giữ tôi lại. Ngô Bình, đợi người kia tới rồi cô đi cũng chưa muộn. Chị Hồng, không ai có thể ngăn được tôi. Nói xong, cô ta dẫn người tiếp tục đi. Thế nhưng không khí ngay cửa bỗng ngưng tụ, xuất hiện một tầng sương mù chặn ngay cửa. Thuộc hạ chị Hồng đi đến cửa thì bị một lực đánh văng ra, làm thế nào cũng không ra được. Sau đó càng có nhiều người thử hơn, nhưng không ai ngoại lệ, đều bị một lực đẩy văng lại. Chị Hồng cũng đã thử, liên tục mấy lần cũng không thể thành công. Ánh mắt cô ta có chút sợ hãi, quay đầu nhìn Ngô Bình, cậu biết tiên pháp. Ngô Bình lạnh nhạt nói đúng ra thì là một loại bí pháp. Chị Hồng hít sâu một hơi, thì ra cậu bạn là tu sĩ, vừa nãy đã đắc tội rồi. Cô ta ngừng lại rồi nói tiếp, chuyện hôm nay, sai là do tôi không nên bao hết cả tầng lầu. Ở đây, tôi xin lỗi với cậu. Hy vọng cậu có thể bớt giận. Thái độ cô ta hòa hoãn, cơn giận của Ngô Bình vẫn chưa giảm, cậu lạnh giọng cười, nói các người liên tục đến ra tay với tôi, bây giờ một câu xin lỗi mà muốn tôi dừng tay sao? Chị Hồng thở dài một hơi, tôi rất ít khi bao phòng, sở dĩ tối nay bao cả tầng lầu, là vì có một vị khách quý rất quan trọng đến đây. Ngô Bình, ồ, khách quý thế nào? Chị Hồng, đối phương là tu sĩ tiên giới. Hơn nữa còn là đệ tử chân truyền của tông môn hạng ba. Thân phận như vậy, cậu nói có cao quý hay không? Ngô Bình cười lạnh ha ha, tông môn hạng ba, đệ tử chân truyền, đúng là dọa tôi sợ đấy. Chị Hồng, cậu Ngụy kia rất thích ca hát, nên tôi mới bao phòng ở đây, không ngờ lại xung đột với cậu. Ngô Bình, không sao, lát nữa cậu Ngụy gì đó đến, bảo gã đến hát mấy bài, tôi nghe xem hát thế nào. Chị Hồng kinh ngạc. Bảo cậu Ngụy hát, người này điên rồi hay sao? Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một người trung niên tay cầm gậy chống đầu rắn đi vào, ông ta mặc áo khoác đen, tóc ngắn, ánh mắt sắc bén. Đi vào phòng VIP, ông ta quét mắt nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi, chuyện gì đây? Tên chọc đầu vội bò dậy, mau chóng đơn giản kể lại tiền căn hậu quả một lượt. Người kia cầm gậy trong tay đập mạnh xuống đất, tức giận nói, to gan lắm. Cậu chán sống rồi mài. Lúc nói, ông ta nhìn chằm chằm Ngô Bình. Ngô Bình lập tức đi đến, mặt đối mặt đứng đó, cậu lạnh lùng hỏi, ông chính là tiên gia gì đó sao? Người kia trừng hai mắt, là tôi. Ai cho cậu cái gan chó đó, dám đến chỗ tôi làm càn. Bốp! Ngô Bình nâng tay tát một cái tát này khiến tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi, chị Hồng cũng há hốc miệng, kinh ngạc không thôi. Tên chọc, đầu cũng sửng sốt. Đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, tiên gia kia giống lớn, đánh đến một quyền. Thực lực ông ta cũng không yếu, là người lão luyện luyện khí cấp 9. Thế nhưng, sức mạnh của ông ta ở trước mặt Ngô Bình quả thực không đáng nhắc đến. Ngô Bình nâng tay lại tát một tát, trực tiếp khiến tiên gia nãy ngã xuống, lạnh lùng nói, chút thực lực còn con này của ông, cũng dám ra tay với tôi đây. Bị đánh hai cái tát. Tiên gia ý thức được có thể bản thân đã phải tấm sắt, ông ta lập tức nói, cậu bạn, rốt cuộc cậu là ai? Lúc này có người đi vào, lạnh lùng nói, cậu ấy là người ông không chọc vào nổi. Mọi người nhìn sang thì thấy Nghiêm Lãnh Thạch đi vào, sau lưng có mấy người đi theo. Hiện tại Nghiêm Lãnh Thạch chính là đại lão ở Trung Châu, địa vị thậm chí không kém Long gia. Tiên gia này rõ ràng cũng nhận ra ông ta, vội vàng bò dậy. Khom người chào đón, Nghiêm gia, sao ông lại đến đây? Nghiêm Lãnh Thạch không quan tâm ông ta mà đi đến trước mặt Ngô Bình, kính cẩn nói, chào cậu. Vì có nhiều người phức tạp ở đây, Nghiêm Lãnh Thạch lúc này gọi Ngô Bình là cậu. Ngô Bình ừ một tiếng, nói, sao ông lại ở đâu? Nghiêm Lãnh Thạch, địa bàn này thì tôi cũng có chút cổ phần, cho nên nhận được tin tôi sợ tên Diêm Khai có mắt không tròng này đắc tội với cậu. Diêm Khai chính là vị tiên gia trước mặt này, nghe đến đây, ông ta sao không hiểu được chứ, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng bò đến trước mặt Ngô Bình, run giọng N.O. Ngô, tiểu nhân không ngờ là cậu đến. Ngô Bình có chút bất ngờ, Diêm Khai này là người của ông. Nghiêm Lãnh Thạch cũng không hẳn, trước đó từng hợp tác, như khu tổ hợp vui chơi này tôi cũng có đầu tư chút tiền. Ngô Bình gạt đầu, nếu đã quen biết vậy tôi cũng không truy cứu nữa. Sắc mặt chị Hồng kia tái nhợt, vội nói, cậu Ngô, xin lỗi cậu, mọi chuyện đều là do lỗi của tôi, cậu thứ tội cho.
Nghiêm Lãnh Thạch nhìn chị Hồng, hỏi cô đến đây làm gì? Chị Hồng vội nói rõ tình hình, Nghiêm Lãnh Thạch nghe xong thì khế nhíu mày, cô vì nịnh bợ một đệ tử chân truyền của tông môn hạng ba mà đắc tội cậu chủ chúng ta, đúng là được ít mất nhiều. Ngô Bình xua tay, được rồi, đưa người đi hết đi, tôi còn muốn hát tiếp. Chị Hồng và Diêm Khai như được đại xá, vội vàng đưa người rời đi. Nghiêm Lãnh Thạch nói, cậu chủ, nếu muốn hết thì bên chỗ tôi cũng có chỗ, điều kiện không kém bên này. Ngô Bình xua tay, không cần đâu, ở đây cũng rất tốt. Lúc này Nghiêm Lãnh Thạch mới vỗ tay, lập tức có người đẩy bánh kem ba tầng vào, đồng thời có một nhân viên phục vụ bưng theo một cái khay, trong khay bày một món quà. Ông ta cười nói, cậu chủ, nghe nói hôm nay là sinh nhật cô Hàn, tôi sợ cậu chưa chuẩn bị nên tự mình quyết định, chọn một cái. Ngô Bình mở quà, phát hiện bên trong là một vòng cổ kim cương, trông rất đẹp, Ngô Bình lấy vòng cổ ra đeo cho Hàn Băng Nghiên. Ồ, đẹp thật, các cô gái đều kinh ngạc hô lên, vô cùng ngưỡng mộ. Ngô Bình cũng rất vui, nói, không tệ, lão Nghiêm có lòng rồi. Nghiêm Lãnh Thạch, cậu chủ, tôi ở bên ngoài, có gì cậu cứ gọi tôi. Nghiêm Lãnh Thạch rời đi, một nhóm thiếu niên lại hát chơi đùa. Nửa tiếng sau, phòng bao chỗ chị Hồng có một người đàn ông chừng 20 tuổi đến, anh ta chính là cậu Ngụy. Cậu Ngụy được tiếp đãi rất long trọng, thính lực anh ta không tệ, trước khi chuẩn bị hát thì nghe thấy ở phía xa cũng có người đang hát, anh ta khẽ nhíu mày, nói, ở đây còn có người khác đang hát sao? Sắc mặt chị Hồng tái nhợt, nói, vâng, có cậu Ngô cũng ở đây. Cậu Ngô gì? Gương mặt cậu Ngụy này lập tức không vui. Chị Hồng, tôi không rõ lắm, chỉ biết cậu ta họ. Cậu Ngụy bỏ micro xuống, bảo cậu ta đến gặp tôi. Mặt chị Hồng tái mét, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, cô ta vội nói, cậu Ngụy, hay là chúng ta đổi chỗ hát đi. Cậu Ngụy cười lạnh, bảo tôi đổi chỗ. Chị Hồng vội vàng tát vào miệng mình, nói tôi đi ngay. Hết cách rồi, chị Hồng bất chấp khó khăn rời khỏi phòng bao. Cảm giác hai chân nặng như chì, không cam nguyện đi đến phòng bao của Ngô Bình. Cô ta vừa đến trước cửa thì Ngô Bình đã mở cửa, cười hỏi cậu Ngụy đến rồi. Chị Hồng gật đầu, cậu Ngô, cậu Ngụy kia, Ngô Bình, tu sĩ tiên giới mà lại thích hát hò. Chuyện này đúng là thú vị, cô bảo anh ta đến gặp tôi nghe xem anh ta hát thế nào. Chị Hồng đau khổ trong lòng, nói cậu Ngụy cũng muốn bảo cậu đi qua. Ngô Bình chớp mắt, cô nói với anh ta không qua thì chính là tên khốn nạn. Chị Hồng ngây người, nói như vậy, Ngô Bình, đi đi. Chị Hồng hết cách, chỉ đành quay về nói như vậy. To gan cậu Ngụy nghe xong thì đập bàn, tức giận xông đến phòng bao Ngô Bình. Đẩy cửa vào, anh ta quét mắt, nhìn thấy Ngô Bình. Tên nhóc kia, cậu chán sống rồi sao? Dám khiêu khích ông đây. Ngô Bình cười nói, cậu Ngụy. Mời ngồi. Cậu đi đến, vươn tay khoác vai cậu Ngụy, anh ta kinh ngạc, chỉ cảm thấy áp lực đè nặng, anh ta vô thức ngồi xuống theo Ngô Bình. Trán cậu Ngụy đổ đầy mồ hôi lạnh, không xong rồi, gặp phải cao thủ rồi. Vẻ tức giận trên mặt lập tức đổi sang vẻ ngượng ngùng, cậu Ngụy nói, cậu Ngô, tôi không làm phiền cậu ca hát chứ. Không có, nghe nói anh hát rất hay, tôi mời anh hát mấy bài. Ngô Bình nói. Sau đó đưa micro đến. Nhận lấy micro, cậu Ngụy lại càng xấu hổ, nói cậu Ngô, thực không dám giấu, tôi cũng không thích ca hát gì. Ngô Bình hứng thú, ồ, anh không thích ca hát, vậy đến nơi này làm gì? Cậu Ngụy nói, tôi đến từ ngũ âm môn, truyền thừa ngũ âm môn chúng tôi đều đến từ hỗn độn tiên âm. Tôi muốn lĩnh ngộ được tuyệt học từ hỗn độn tiên âm, vì vậy mới muốn tìm kiếm linh cảm từ bài hát ở thế tục. Ngô Bình, bài hát ở thế tục có thể giúp anh tìm được linh cảm. Cậu Ngụy, tôi làm như vậy không phải là suy nghĩ viển vông, mà trước kia từng có một vị tiền bối nhờ cách nào mà linh ngộ được một vài thứ từ hỗn độn tiên âm. Tôi nghĩ, tôi cũng có thể thử xem, nên thường đến đây ca hát. Ngô Bình cảm thấy hứng thú, hỗn độn tiên âm đó là gì, trên người anh có không? Cậu Ngụy nói, cậu Ngô, tôi vẫn chưa biết thân phận của cậu. Ngô Bình, đệ tử tinh anh Liên Sơn Tông, Ngô Bình. Nghe nói cậu là đệ tử tinh anh, cậu Ngô run cả người, vội ôm quyền nói, đệ tử chân truyền ngũ âm môn, Ngụy Tứ Long, hóa ra là anh Ngô. Anh ta dừng lại một chút rồi nói, hỗn độn tiên âm này,
thật ra tôi có thể nghe được bất kỳ lúc nào. Nói rồi, anh ta lấy ra từ trong ngực một con ốc tù và to chừng bàn tay, toàn thân màu vàng kim, bên trên có phù văn huyền ảo. Nhìn thấy ốc tù và, Ngô Bình rất kinh ngạc, là nó tạo ra hỗn độn tiên âm. Cậu Ngụy, ngũ âm môn có 72 ốc tù và hỗn độn, âm thanh mỗi con ốc tù và đều khác nhau. Con ốc tù và này, tôi đã lĩnh ngộ 12 ngày, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ngô Bình nhận lấy ốc tù và, đang định nghe thì. Ngụy Tứ Long vội nói, anh Ngô, âm thanh này dễ khiến người ta mê muội, anh phải cẩn thận. Ngô Bình gật đầu, bảo người tắt âm thanh, sau đó đặt ốc tù và bên tai. Lập tức, bên trong ốc tù và truyền đến âm thanh vô cùng êm dịu bên tai, tựa như khúc nhạc, lại giống như âm thanh tự nhiên. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy những âm thanh này tựa nhà âm tiết của bí chú vậy. Nghe vài phút, anh lấy ốc tù và xuống, nói, những âm thanh này quả thực rất kỳ diệu. Cậu Ngụy, những con ốc tù và này đều sinh ra vào thời kỳ sơ khai của đất trời, hình thành trong biển hỗn độn, bọn nó ghi lại âm thanh đại đạo thời kỳ sơ khai của đất trời. Ngô Bình, nói như vậy, có thể ghi lại âm thanh đại đạo lúc đó không chỉ có những con ốc tù và này, mà còn có những thứ khác. Ngụy Tứ Long gật đầu, không sai, trong biển hỗn độn còn có không ít thứ có thể ghi lại những âm thanh này, nhưng rất khó phát hiện. Nói đến đây, anh ta nhớ đến gì đó lại nói. Nhưng, thử ghi lại càng đầy đủ thì càng nguy hiểm. Ví dụ như ngũ âm môn chúng tôi có niêm phong một món bảo bối gọi là thất tâm thần la. Âm thanh trong thất tâm thần la rất phong phú, nhưng người nghe thấy nó không điên cuồng thì tinh thần cũng bất thường, cuối cùng đều không sống được nửa năm. Sau này ngũ âm môn không muốn nó tiếp tục hại người nên đã phong ấn lại. Ngô Bình chợt động lòng, phong ấn lại rồi sao? Ngụy Tứ Long nhìn Ngô Bình, nói, nhưng tôi đã lặng lẽ mang nó ra ngoài, muốn mạo hiểm thử xem sao. Nói rồi, anh ta lại lấy ra một con ốc tù và màu đen, dài hơn 3 mét, bên trên có phù văn tự nhiên lại càng thêm huyền diệu. Ngô Bình cười nói, anh đã muốn thử vậy tại sao không thử ở ngũ âm môn? Cậu Ngụy nói, lúc nghe nó thì sẽ có hiện tượng lạ, rất dễ bị phát hiện. Vì vậy, tôi mới trộm lấy nó ra, lĩnh ngộ ở thế tục. Ngô Bình, đến cái trước anh còn không lĩnh ngộ được, mà còn muốn lĩnh ngộ nó sao? Ngụy Tứ Long bất đắc dĩ thở dài, cuộc thi sát hạch ở tông môn sắp bắt đầu, mấy năm nay tôi vẫn không tiến bộ được, tôi rất lo lắng sẽ bị đoạt mất tư cách đệ tử chân truyền. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định dốc hết sức mình thử một phơn y. Ngô Bình nhìn ốc tù và đen đó rồi cười, nói có thể cho tôi thử không? Ngụy Tứ Long, anh Ngô, nếu thử sẽ có nguy hiểm, anh có chấp nhận không? Ngô Bình, tôi muốn nghe thử, nếu tôi có thu hoạch thì nhất định sẽ không để anh Ngụy thiệt thòi. Cậu dừng lại một lát rồi nói tiếp, bây giờ anh Ngụy là bí cảnh tầng 4 cảnh giới chân phù đúng không? Ngụy Tứ Long, không sai, tôi luôn muốn đột phá lên bí thiên cảnh nhưng không thành công được. Ngô Bình, đến lúc đó có thể tặng anh một viên Pháp Thiên Đan. Pháp Thiên Đan có thể hỗ trợ bứt phá bí thiên cảnh, thuộc đan dược cấp 7, không dễ gì luyện được. Ngụy Tứ Long vui mừng, anh Ngô có Pháp Thiên Đan thật sao? Ngô Bình, không có, nhưng tôi có thể luyện, có điều anh cần cung cấp dược liệu để luyện loại đan dược này. Ngụy Tứ Long vô cùng kinh ngạc, cậu Ngô là thầy luyện đan sao? Ngô Bình cho người đem giấy bút đến. Nhanh tay viết ra một danh sách đan dược rồi nói, anh đi tìm thử, nếu như có thể chuẩn bị đầy đủ thì tôi có thể luyện thử. Ngụy Tứ Long nhận lấy đơn thuốc, nhìn sơ rồi nói, anh Ngô có thể luyện được Pháp Thiên Đan mấy phẩm. Pháp Thiên Đan hạ phẩm anh ta cũng mua được, chỉ là giá rất chát, còn trung phẩm trở lên thì rất khó mua được, phải may mắn, hơn nữa giá cũng cao gấp mấy lần hay thậm chí là mấy chục lần. Ngô Bình, ít nhất cũng là bậc 3. Ngụy Tứ Long giật mình, vậy thì tốt quá rồi. Anh ta lập tức giao ốc biển đen cho Ngô Bình. Ngô Bình nói, tôi mượn dùng một ngày, mai sẽ trả lại cho anh. Ngụy Tứ Long nói, anh Ngô có thể nghiên cứu thêm vài ngày, dù sao thì tôi cũng định ở lại Trung Châu mấy ngày. Chị Hồng thấy hai người họ làm bạn thì chạy lại, nói, cậu Ngô, anh Nguy, hay chúng ta hát chung đi nha. Ngụy Tứ Long ngoảnh đầu nhìn cô ta rồi bình thản đáp, cô hết việc ở đây rồi. Chị Hồng cười mếu, còn định nói gì đó nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể cười gượng và rời đi. Ngụy Tứ Long cũng hát mấy bài,
giọng của anh A cũng thường, nhưng chuyện đó không quan trọng, anh ta chỉ là muốn tìm cảm hứng qua việc hát thôi. Họ hát xong thì vừa hay đến giờ cơm, Ngô Bình mời Ngụy Tứ Long cùng lên tầng 6 ăn cơm, nhà hàng ở đó cũng khá. Anh ta vừa ra khỏi cửa thì thấy chị Hồng đang đứng chờ bên ngoài, cô ta liền tiến về trước, nói cậu Nguy, cậu có thời gian không? Ngụy Tứ Long lạnh lùng đáp, không có. Anh ta rất khó chịu với cô gái này, nếu không phải nhờ anh ta ứng biến nhanh thì rất có khả năng hôm nay đã đắc tội với Ngô Bình, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Chị Hồng quỳ xuống đất một cái thịt, nói cậu Nguy, xin cậu đấy, xin hãy cứu em gái tôi. Ngụy Tứ Long sầm mặt, đang định nói gì đó thì Ngô Bình hỏi, chuyện gì thế? Ngụy Tứ Long nói, trước đây cô ta từng nói, em gái cô ta bị trúng tà, muốn tôi chỉ giúp. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, chúng tôi đi ăn cơm đã, lát nữa dắt em gái của cô đến đây. Chị Hồng vui mừng, cảm ơn cậu Ngô. Sau khi chị Hồng đi, Ngụy Tứ Long nói, anh Ngô thật tốt bụng, mấy chuyện nhỏ nhặt này của người phàm tôi cũng lười quan tâm đến. Ngô Bình, chuyện nhỏ á mà, không cản trở công việc. Mấy người họ đến nhà hàng, chị Hồng cho. Người gọi món ngon nhất, đem rượu ngon nhất ra để mời khách. Họ vừa uống một ly thì chị Hồng đã đưa một thiếu nữ tầm 28 tuổi đến, đầu tóc rối bời, mặt mày hốc hác, không có chút tươi trẻ nào. Của thanh niên, cô ta đi đứng cứng nhắc, trên người còn thoang thoảng mùi hôi tanh, từ khi cô ta bước vào, ai cũng ngửi thấy. Ngô Bình không hỏi gì mà lập tức đứng dậy, tiến đến trước mặt cô gái, quan sát cô ta một lúc rồi lại bắt mạch cho cô ta. Mấy phút sau, cập gờ trưởng lên lưng cô gái đó, một luồng bí lực liền được truyền vào trong, thiếu nữ liền nôn ra một quả cầu mềm to bằng bàn tay, đen như mực. Quả cầu mềm rơi xuống đất, bốc khói màu đen. Ngô Bình lập tức lấy một cái bát úp nó lại, sau đó cho nhân viên phục vụ dọn vệ sinh. Sau khi thiếu nữ nôn ra thứ đó thì phấn chấn hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Mọi người vô cùng kinh ngạc, chị Hồng hỏi, cậu Ngộ, đó là thứ gì? Ngô Bình bình thản đáp, đó là uế, tà khí, ác khí tích tụ trong cơ thể cô ấy lâu ngày sẽ hình thành nên thứ đó. May mà cô ấy trung uế khí trong thời gian ngắn, nếu thêm vài ngày nữa thì chắc chắn sẽ chết. Chị Hồng ngạc nhiên, sao trên người em gái tôi lại có thứ kỳ lạ đó? Lẽ nào em tôi đã ăn phải thứ gì không sạch sẽ sao? Ngô Bình lắc đầu, không phải đồ bẩn, là uế khí. Chắc cô ấy đã hít phải uế khí trong thời gian dài. Chị Hồng liền hỏi thiếu nữ, Nhược Lan, em hít phải đồ bẩn sao? Thiếu nữ rất tỉnh táo, cô ta suy nghĩ rồi trả lời chị, nửa tháng trước đây, em tham gia hoạt động của trường. Kết quả không may rơi xuống một cái giếng khô, mùi trong cái giếng đó rất khó ngửi. Ngày thứ hai sau khi được thầy cô cứu ra ngoài, em đã thấy không khỏe, sau đó thì càng ngày càng nặng. Hơn, Ngô Bình hỏi, trong giếng khô có gì? Thiếu nữ suy nghĩ rồi đáp, bên trên có một lớp xác ếch và côn trùng, thành giếng mọc rất nhiều nấm đủ màu sắc. Ngô Bình gật đầu, nhất định bên dưới cái giếng khô đó có đồ dơ bẩn, cô không may chúng phải khí tạo uế. Thiếu nữ anh, có phải giờ em đã khỏi bệnh rồi không? Ngô Bình, tôi kê cho cô một đơn thuốc, cô uống mấy hôm, 3 ngày là khỏi. Thiếu nữ rất vui mừng, cảm ơn anh. Chị Hồng cũng vội cảm ơn, Ngô Bình phất tay, được rồi, cô mau đi bốc thuốc đi. Sau khi chị Hồng đưa thiếu nữ rời đi, Ngụy Tứ Long nói, anh Ngô, lẽ nào anh không muốn đến cái giếng khô đó xem thử sao? Ngụy Tứ Long rất có kinh nghiệm. Anh ta chắc chắn trong cái giếng khô đó có thứ đặc biệt. Ngô Bình nói, chỗ như thế có khả năng là chỗ tu luyện của tu sĩ tà đạo, chúng ta không nên đến làm phiền. Ngụy Tứ Long gật đầu, anh Ngô nói có lý, tốt nhất đừng nên lo mấy chuyện bao đồng này. Ngụy Tứ Long ăn cơm xong thì xin phép về trước. Anh ta vừa đi thì chị Hồng liền vào, thì ra cô ta đi không bao lâu thì Ngô Bình đã cho Nghiêm Lãnh Thạch liên lạc với cô ta, bảo cô ta ở đó đợi. Cậu Ngô, cậu có gì cần dặn dò? Cô ta hỏi. Ngô Bình, bây giờ tôi sẽ đưa cô đến cái giếng khô đó. Chị Hồng là người thông minh, cô ta không hỏi nhiều, mà lập tức dẫn đường cho Ngô Bình. Hai người họ lái xe đi hơn một tiếng đồng hồ thì đến một thôn núi. Cái giếng khô đó nằm ngay cửa thôn, ở một vị trí rất nổi bật, miệng giếng được đậy bằng mấy tấm ván, để tránh có người rơi xuống dưới. Chị Hồng đến trước giếng.
nói chính là chỗ này, lúc đó em tôi đã rơi xuống giếng, tôi đã vội vã chạy đến. Một số thôn dân thấy có xe đến thì chạy xe xem náo nhiệt. Ngô Bình hỏi một người lớn tuổi, ông cụ, cái giếng này trông rất cũ kỹ, nó đã có lịch sử bao nhiêu năm rồi ạ? Ông cụ tầm 70 tuổi, ông ta nói, lúc tôi còn rất nhỏ thì đã có nó rồi. Cái giếng này rất tà, trước đây có mấy người rơi xuống, rõ ràng là không bị thương gì cả nhưng về nhà không bao lâu thì đều chết. Sau đó, có người đã lấp giếng nhưng kỳ lạ là, không bao lâu thì nó lại xuất hiện trở lại, sau đó mọi người đã không dám lấp giếng nữa, mãi cho đến bây giờ. Ngô Bình gật đầu, cậu cho người dọn những tấm ván trên miệng giếng đi, sau đó nhảy xuống dưới. Đường kính của miệng giếng tầm hơn 1 mét, sau khi cậu đáp đất thì giẫm phải vô số xác chim chóc và côn trùng, một luồng khí đen lơ lửng trong giếng, đó là uế khí. Ngô Bình niệm một đoạn bí chú, một tia lửa lóe lên trong không trung, tất cả uế khí đều bị thiêu đốt. Sau đó thần niệm của cậu xuyên thấu xuống dưới, phát hiện hơn 10 mét dưới mặt đất có một cỗ quan tài sắt, trên quan tài sắt có một vết lõm máu đỏ, bên trong có huyết dịch màu đỏ đang chảy. Huyết sát quỷ quan, nhìn thấy nó trong đầu Ngô Bình lập tức nghĩ đến một chiêu thức luyện quỷ. Cậu lập tức quay lại trên giếng, bảo người đậy miệng giếng lại lần nữa, rồi nói với ông lão, cái giếng này rất bất thường, sau này tốt nhất lấy đá chặn nó lại, đừng để ai bị rơi xuống đó. Ông lão gật đầu, ừ, ngày mai tôi sẽ tìm người đến đậy nó lại. Ra khỏi thôn, chị Hồng hỏi, thưa cậu, trong giếng có thứ gì thế? Ngô Bình, loại tà vật. Nếu tôi đoán không lầm thì có người cố ý thả nó ở đây. Chị Hồng, nếu cậu đã biết, tại sao còn muốn đến? Ngô Bình nói đã phá được cấm chế của đối phương, có lẽ người đó sẽ chạy đến nhanh thôi, chúng ta cứ đợi ở cổng thôn. Chị Hồng hơi lo lắng, cậu muốn đợi đối phương về à? Như thế có nguy hiểm không? Ngô Bình bình thản nói, nguy hiểm thì chắc chắn có rồi, nhưng nếu có thể lấy được thứ đồ kia, nguy hiểm như thế này cũng đáng. Thấy xe đã đi một đoạn đủ xa, cậu bước xuống rồi nói với chị Hồng, cô về trước đi. Chị Hồng gật đầu, ừ, có việc gì cậu cứ gọi cho tôi. Thấy xe của chị Hồng đi xa rồi, Ngô Bình nhảy lên bay đến trên một cái cây, tìm một nhánh cây rồi ngồi xuống. Khoảng mười mấy phút sau, một làn khói đen bay đến từ phía tây, tốc độ cực kỳ nhanh, lúc làn khói đen sắp đáp xuống, cậu bỗng phóng khí tức tu sĩ bí cảnh ra. Làn khói đen do dự, sau đó bay đến cây cao chỗ cậu. Khói đen đáp xuống đất, một người đàn ông đồ đen xuất hiện, tóc hắn khá dài, giữa trán khắc một chữ thi màu đỏ. Không nhìn ra được tuổi tác của người đàn ông, giống người 20 tuổi, mà cũng giống 50 tuổi, đôi mắt hắn màu đỏ cong lên nhìn chằm chằm Ngô Bình. Ngô Bình nói, quả nhiên là đến rồi. Là cậu động vào cấm chế của tôi, người đàn ông trầm giọng nói. Ngô Bình, huyết sát quỷ quan quá kỳ dị, quỷ quan vừa xuất hiện, người trong phạm vi vài cây số đều bị hút hết sinh hồn, nếu tôi đã thấy thì không thể ngồi yên mặc kệ. Người đàn ông cười mỉa, lo chuyện bao đồng của tôi, cậu biết tôi là ai không? Ngô Bình, dù anh là ai cũng phải thu lại quỷ quan. Người đàn ông bật cười nói, đúng là kẻ không biết thì không biết sợ, vừa dứt lời, hắn giơ tay phải lên. Hai tấm da người có vẽ phù văn màu đỏ bay ra từ phía sau, thất khiếu của da người đều là các lỗ màu đen, bên trong có thi khí lăn lộn, nó bay về phía Ngô Bình như người sống. Ngô Bình bất động, một người được tia sáng vàng ngưng tụ thành lao ra, tay cầm một thanh kiếm màu vàng, kiếm quang lóe lên, hai da người bị chém thành đôi, thi khí bên trong tản đi. Người đàn ông ngạc nhiên hỏi, đây là chiêu thức gì? Huyền ảnh công. So với da người của anh thì huyền ảnh của tôi thế nào? Người đàn ông hù một tiếng, giơ tay phải lên, một cây cờ da người xuất hiện, trên lá cờ phát ra tiếng gào khóc thê lương, cũng không biết đã hút hết bao nhiêu cô hồn lệ quỷ vào trong nữa. Ngô Bình nhìn thoáng qua, nói, xem ra anh không chịu lấy quỷ quan đi, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Vừa dứt lời, cậu bỗng biến mất, ngay sau đó, sống lưng người đàn ông run lên, Ngô Bình xuất hiện sau lưng hắn. Giẫm lên bóng của hắn. Cái bóng vừa bị giẫm lên, thần hồn người đàn ông lập tức mê cứng đờ, không thể động đậy, chiêu thức trên lá cờ đó cũng không có tác dụng. Cậu to gan, đối phương nghiêm giọng lớn tiếng gào. Ngô Bình bình thản nói, nói đi, anh nuôi quỷ quan có mục đích gì?
Người này không ngờ chịu được khống chế bèn đáp, tôi có một viên huyết linh châu, huyết châu có thể nuôi được huyết thi cực mạnh. Trong quỷ quan đó có huyết thi do tôi nuôi, một khi nuôi lớn, thực lực sẽ không thua kém gì cường giả cảnh giới thần thông. Ngô Bình, anh đã nuôi mấy huyết thi? 4 con, ở đây chỉ là một trong số đó. Ngô Bình, anh là tán tu. Sư phụ là lão tổ tam thi. Lão tổ tam thi, Ngô Bình có chút ấn tượng, Nghiêm Lãnh Thạch đã từng nhắc đến người này, nói là người này đã đạt đến cấp độ trên thần thông. Cấp 7, bản lĩnh thi đạo của ông ta rất mạnh. Cậu hỏi, quỷ quan này là của anh hay là của lão tổ tam thi? Người đàn ông, là của riêng tôi làm, không nói với ông già đó. Ngô Bình nhướng mày, ồ, anh không nói chuyện huyết linh châu cho ông ta. Người đàn ông, không nói, nếu ông ấy biết chắc chắn sẽ lấy lại huyết linh châu. Anh tên gì? Thi Huyền Cốt, người này nói. Ngô Bình, Thi Huyền Cốt, anh đi thu lại huyết thị, tiện thể lấy huyết đan ra luôn. Đan bí lực là thứ mà Ngô Bình muốn, huyết đan tức là nội đan của huyết thi, bên trong chứa tinh hoa của sinh mệnh, là một loại thuốc quý. Tất nhiên, trong huyết đan có chứa một ít thi khí và tạp chất, cần phải trung hòa và thanh lọc bằng dược liệu. Thật ra Thi Huyền Cốt không muốn làm thế nhưng hẳn bị huyền ảnh khống chế, thân bất do kỷ đi về phía trước. Ngô Bình đợi ở đó, chẳng mấy chốc Thi Huyền Cốt đã đem một viên đan bí lực lớn bằng quả trứng ngỗng đến, đưa bằng hai tay cho Ngô Bình. Huyết đan này khá tốt, anh lại đi lấy 3 viên huyết đan khác đến đây. Được, Thi Huyền Cốt nói. Huyết linh châu đó ở trên người anh sao, cậu hỏi. Vẻ mặt Thi Huyền Cốt như đang đấu tranh, nhưng vẫn lấy một viên ngọc châu màu máu lớn bằng quả trứng từ trong túi chứa đổ ra, bên trên có gân mạch rõ ràng, phát ra huyết quang. Đây là huyết linh châu à? Nó có tác dụng gì, chỉ có thể luyện huyết thi thôi sao, Ngô Bình hỏi. Thi Huyền Cốt, bảo vật này được ngưng tụ thành từ 9 loại thần huyết, 9 loại tiên huyết, 9 loại ma huyết, tác dụng ban đầu của nó là làm năng lượng huyết dịch của con rối ma thần. Ngô Bình, năng lượng chứa bên trong nó đúng là rất lớn, là đồ tốt. Cất huyết linh châu đi, Ngô Bình bảo Thi Huyền Cốt tiếp tục đi lấy huyết đan, cậu vẫn đợi ở đó. Khoảng 2 tiếng sau, Thi Huyền Cốt quay lại trước cây cổ thụ, giao 3 viên huyết đan khác cho Ngô Bình. Cất huyết đan đi, Ngô Bình vươn tay võ một cái trước mặt Thi Huyền Cốt, xóa đi tất cả ký ức về ngày hôm nay của hắn và ký ức liên quan đến huyết linh châu, sau đó bay đi mất. Sau khi Ngô Bình đi được mười mấy phút, Thi Huyết Cốt hoàn hồn, hẳn ngờ vực nhìn xung quanh lẩm bẩm, lạ thật, sao mình lại ở chỗ này? Thi Huyền Cốt lắc đầu, không nghĩ nhiều, biến thành làn khói đen rời khỏi thôn. Mấy người Hàn Băng Nghiên đã về nhà của mình, Ngô Bình về đến biệt thự Hoàng Long. Lấy một viên huyết đan ra định luyện chế thành đan dược. Cậu tìm được vài dược liệu, tính toán một hồi bèn bắt tay vào luyện đan. Đan dược cậu muốn luyện chế có thể cải thiện tiềm năng sinh mạng, tăng cường thể chất, có thể cho người thường sử dụng. Sau gần một tiếng đồng hồ, lò đan dược đầu tiên hoàn thành, có tất cả 6 viên đan dược, đều là thượng phẩm cấp 6. Cậu đặt tên cho loại đan dược này là đan sinh mệnh. Đan dược vừa được luyện thành, cậu lấy 2 viên đem đi tìm bố mẹ. Giờ này đã gần đến giờ cơm tối, Ngô Đại Hưng và Dương Quế Chi đang bận rộn trong bếp, cô của cậu cũng ở đó, mọi người đang nói cười vui vẻ. Ngô Bình cười nói, cô à, cô đến đúng lúc thật. Cậu đưa cho mỗi người một viên rồi nói, mọi người uống nó thì có thể trường sinh bất lão, không có bệnh tật gì. Ngô Đại Hưng biết bản lĩnh của con trai. Ông ngạc nhiên hỏi, còn tốt hơn cả đan dược con đưa lần trước sao? Ngô Bình gật đầu, tốt hơn so với lần trước. Ngô Đại Hưng một ngụm nuốt xuống, sau đó mẹ và cô cũng uống đan sinh mệnh. 3 người uống thuốc xong đều không có gì khác thường, chỉ là cảm thấy bụng rất trướng. Vốn dĩ, dược hiệu của đan sinh mệnh này rất mạnh, nhưng người bình thường không thể hấp thụ hết năng lượng của nó trong thời gian ngắn. Đan dược trong cơ thể bọn họ cần có thời gian để hòa tan hoàn toàn. Ít nhất cũng cần 1 tháng. Cũng có nghĩa, trong 1 tháng tới cơ thể bọn họ sẽ dần dần thay đổi, cuối cùng thành tựu sẽ vô lượng. Uống thuốc xong, 3 người cũng không ăn cơm chiều, cơm nấu xong cơ bản đều do Ngô Bình ăn sạch. Tối hôm nay, Ngô Bình lấy ra ốc tù và đèn kia, bắt đầu nghe âm thanh do nó phát ra. Âm thanh bên trong vô cùng kỳ ảo, Ngô Bình nghe hơn 1 tiếng đồng hồ thì bất giác lại so sánh nó với âm điệu của bí chú.
Đến nửa đêm rạng sáng, trong thân thể cậu bỗng phát ra tiên âm giống hệt như trong ốc tù và đen kia, chẳng qua là tiên âm này không ngừng biến hóa. Lúc trời sáng, tiên âm phát ra trong thân thể Ngô Bình đã biến thành bí chú hoàn thiện. Trong ký ức lúc trước của cậu có một đoạn bí chú dài, tất cả những bí chú mà cậu tu luyện chỉ là một đoạn ngắn trong đó mà thôi. Thế nhưng, đoạn bí chú dài này cũng chưa hoàn chỉnh, trong đó có một số điểm rõ ràng không liền mạch. Hơn nữa, phần đầu và cuối của bí chú cũng còn thiếu sót. Đến bây giờ, dựa vào so sánh, cân nhắc, cậu đã hoàn thành điều chỉnh 3 điểm trong đó cùng với đoạn mở đầu của bí chú. Bí chú được điều chỉnh một phần, Ngô Bình bỗng cảm thấy cậu có thể từ bí chú ban đầu mà cảm nhận được bí lực giữa đất trời, lấp đầy khuyết điểm trước đó của bí lực. Nghĩ đến đây, cậu bèn làm ngay. Thế tục có một đặc điểm, ở đây có thể cảm nhận được toàn bộ bí lực. Vì vậy, chẳng mấy chốc cậu đã cảm nhận được loại bí lực đầu tiên, cũng là bí chú tương ứng với loại bí lực đầu tiên, bí lực thông thiên. Loại bí lực này, có thể khơi thông vũ trụ đất trời, là một loại bí lực rất quan trọng và cực kỳ mạnh. Lúc trước Ngô Bình chưa thể cảm nhận được nó. Hiện tại, vì bí chú đã bổ sung vào đoạn đầu, cậu lập tức cảm nhận được bí lực thông thiên. Sau khi lĩnh ngộ được bí lực, Ngô Bình không thể kiểm soát nổi, từ đầu đến cuối, cậu liên tục lĩnh ngộ được 10 loại bí lực. Những bí lực này đều là những loại trước kia cậu chưa cảm lĩnh ngộ, hoặc không thể cảm nhận được. Bí lực thông thiên xuất hiện, đã khiến năng lực lĩnh ngộ bí lực của cậu được nâng cao hơn hẳn. Cậu còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ thì Dương Quế chỉ lại gõ cửa, ở bên ngoài nói vào Tiểu Bình, bên ngoài có cô Tân tìm con. Cô Tân, Ngô Bình không kiên nhẫn nói, không biết, không gặp. Dương Quế chỉ Tiểu Bình, người ta có cậu là ông Liễu, con không gặp không được. Ngô Bình đành chịu, chỉ đành phải đi ra. Trong phòng khách, Tân Nguyệt và chó mực đều có mặt, chó mực đứng cách Tân Nguyệt rất xa, có vẻ như rất ghét bỏ cô ta. Linh hồn của chó mực là Dư Quảng Hạ, sao anh ta có thể nghe theo sắp xếp của một cô gái được chứ, vì vậy không muốn quan tâm đến Tân Nguyệt. Tân Nguyệt có chút đáng thương nói, hắc soái, mày không quan tâm đến tao sao? Nhìn thấy Ngô Bình đi ra, cô ta nói, anh Ngô, hắc soái sao vậy? Đương nhiên Ngô Bình không thể nói rõ, bèn đáp, chẳng phải tôi nói với cô rồi sao, nó có bệnh, đợi tôi chữa cho nó rồi thì nó sẽ lại là hắc soái của cô thôi. Tân Nguyệt thở dài, hắc soái trước giờ đều khỏe mạnh, sao lại bị bệnh rồi? Ngô Bình, cô còn chuyện gì khác không? Không có gì thì cô đi đi, tôi rất bận. Trong lòng Tân Nguyệt không vui, cô ta là cô chiêu nhà giàu, vẻ ngoài xinh đẹp, lúc trước đàn ông nhìn thấy cô ta nào có ai không lấy lòng cô ta chứ? Còn người giống như Ngô Bình không coi cô ta ra gì thì là lần đầu cô ta gặp phải. Trong lòng cô ta khó chịu nói, anh Ngô, anh giúp tôi chăm sóc hắc soái, tôi rất cảm ơn. Lát nữa tôi phải đi gặp bạn, trong tay anh ta có rất nhiều đồ chơi thú vị, nếu anh Ngô hứng thú thì chúng ta có thể cùng đi. Ngô Bình muốn nói không hứng thú nhưng nhìn thấy ánh mắt Dương Quế chỉ thì tùy ý nói gì thú vị. Tân Nguyệt cười nói, dù sao cũng đều là mấy món quý hiếm, ví dụ như hổ phách có bọ cánh cứng, dùng xương động vật tạo thành vòng cổ. Dương Quế chi Tiểu Bắc, các con ra ngoài chơi đi. Đừng cứ ở nhà mãi vậy. Ngô Bình im lặng một lúc rồi xem, lúc nào thì đi. Được, vậy đi. Tân Nguyệt cười nói, triển lãm của bạn tôi cách nơi này không xa, chúng ta đi bây giờ. Ngô Bình nhìn đồng hồ, nói cũng được. Hai người đi ra ngoài, chó mực lập tức đi theo, trong đầu Ngô Bình vang lên giọng của Dư Quảng Hạ, cậu Ngô, thân thể tôi khi nào sẽ hồi phục. Ngô Bình, vốn dĩ cần chút thời gian. Nhưng hôm qua tôi đã luyện một lò đan sinh mệnh rồi, có đan dược này thì trong 2-3 ngày anh có thể hồi phục được rồi. Dư Quảng Hạ vui mừng, cảm ơn cậu Ngô. Tân Nguyệt cảm thấy chó mực bỗng trở nên vui vẻ thì xoa đầu nó, kết quả chó mực nhe răng sủa với cô ta. Tân Nguyệt có chút tủi thân, hắc soái, mày, đừng hung dữ với tao vậy mà. Ngô Bình, nó sẽ khỏe nhanh thôi. Hai người lái xe mười mấy cây số, đến một căn nhà lớn. Trước cửa có không ít xe đang đậu. Hai người một chó bước xuống xe, Tân Nguyệt cười nói, cậu Ngô, chính là chỗ này. Ngô Bình liếc nhìn, phát hiện trước cửa có dán môn thần, cũng có chút linh khí tỏa ra. Bất giác cậu cũng tò mò nhìn chằm chằm môn thần kia. Bình thường thì môn thần là một đồ vật mang tính trang trí, chắc chắn sẽ không có linh khí.
cậu mới nhìn thì cũng không có gì, phát hiện hai môn thần này đều là cổ vật, là dùng gỗ xoan đào chạm khắc tỉ mỉ, nước sơn cũng không tầm thường. Thấy cậu nhìn môn thần chằm chằm, Tân Nguyệt cười nói, hai cái này có lẽ là do bạn tôi treo lên. Ngô Bình nói, có chút thú vị. Hai người vào cửa, phát hiện trong sân có không bàn vuông, trên mỗi bàn đều bày không ít đồ vật. Lúc này, trong sân có ít nhất 10 người đi lại khắp nơi, thi thoảng lại nhìn vào đồ vật trên bàn. Sau khi hai người đến, một cô gái chừng 20 tuổi từ trong phòng đi ra, cười nói, Tân Nguyệt, cậu đến rồi. Cô gái này trông cũng bình thường, nhưng vóc dáng rất đẹp, khi cười khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Thế nhưng, Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra, gương mặt cô gái này là dán ra người, thứ cậu nhìn thấy cũng không phải là vẻ ngoài thật sự. Cảm thấy Ngô Bình cứ nhìn mình chằm chằm, cô gái cười nói, Tân Nguyệt, bạn cậu sao? Tân Nguyệt nói, à, đây là anh Ngô. Anh Ngô, đây chính là bạn tốt của tôi, Chu Nhan. Chu Nhan cười nói, chào anh. Ngô Bình vẫn đang nhìn cô ta, hỏi, mặt nạ da người này của cô rất thú vị, có bán không? Tân Nguyệt ngây người, hỏi, trên mặt cô ấy có mặt nạ da người sao? Vẻ mặt Chu Nhan không hề thay đổi, anh Ngô đúng là có mắt nhìn, lại có thể nhìn ra được là tôi đeo mặt nạ da người. Tân Nguyệt kinh ngạc há hốc miệng, cô ta không dám tin đây là sự thật. Ngô Bình gật đầu, vậy tôi đi xem mấy thứ khác. Chu Nhan cười nói, vừa nhìn đã biết anh Ngô là người trong nghề. Nếu đã là người trong nghề vậy mời vào trong phòng. Ngô Bình gật đầu, mấy người họ cùng bước vào phòng. Trong phòng chỉ để 3 bàn, trên mỗi bàn đều đặt 5-6 món đồ. Ngô Bình vừa vào, ánh mắt đã nhìn vào một thanh đao xương. Thanh đao xương dài 1 mét, rộng chừng 4 ngón tay, lưỡi đao kim loại sáng bóng, bên trên có phủ văn tự nhiên. Mỗi một phù văn đều tỏa ra hơi thở hồng hoang mãnh liệt. Cậu cầm đao xương lên, chỉ cảm thấy nó rất nặng, một luồng năng lượng vô cùng hung hãn xuyên vào thân thể cậu. Lúc này nếu đổi sang người khác thì đao xương này sẽ rơi xuống ngay. Nhưng thể chất Ngô Bình rất khác lạ, cho dù sức mạnh trong đao xương mạnh đến đâu thì cậu vẫn cầm chắc đao vững vàng. Chu Nhan cười nói, xem ra cậu Ngô chính là chủ nhân mà đao xương thiên tai này đang đợi rồi. Ngô Bình buông đao xương xuống, nói, vậy sao? Nó vẫn đang đợi tôi sao? Chu Nhan, đao này rất kiêu ngạo, người bình thường không cách nào thuần phục được nó. Anh Ngô có thể cầm được nó lên, chứng tỏ đã được đao xương thiên tai công nhận rồi. Ngô Bình nhìn Chu Nhan, rốt cuộc cô là ai, sao phải trưng bày nhiều thứ đồ quý giá ở thế tục như vậy? Chu Nhan cười nói, tôi là người tặng đao. Ngô Bình, người tặng đao. Chu Nhan. Người tặng đao, sẽ đem bảo đao, tặng cho người có duyên. Ngô Bình nhíu mày, tặng đao cho người có duyên, cô có ý đồ gì? Chu Nhan, xin một lời hứa. Sau này nếu anh quật khởi thành công, mong anh hãy hỗ trợ tôi hoàn thành một chuyện. Ngô Bình, ở một nơi nhỏ như thế này, sao cô có thể gặp được người có duyên? Chu Nhan cười nói, người tặng đao như chúng ôi có năng lực xem khí vận mọi người. Một tháng trước tôi đã biết Trung Châu có người mang khí vận lớn xuất hiện, vì vậy vẫn luôn ở Trung Châu, đi đến những nơi khác nhau, chỉ để có thể gặp được anh. Ngô Bình rất hiếu kỳ, người tặng đao như các cô là một tổ chức. Là một gia tộc, Chu Nhan nói, gia tộc chúng tôi, cứ mỗi 3 năm sẽ xuất hiện một bảo vật. Ngô Bình, những người nhận bảo vật của nhà họ Chu cuối cùng đều quật khởi thành công cả sao? Chu Nhan cười nói, nào dễ dàng vậy chứ? Trong 10 người, có 3 người quật khởi thành công, 3 người thất bại, 4 người biến mất. Ngô Bình, gia tộc các cô dựa vào 3 người mà phát triển lớn mạnh sao? Chu Nhan, nói đúng hơn thì nhà họ Chu phát triển chỉ nhờ vào 2 người, vì trong lịch sử nhà họ Chu từng tặng cho 2 nhân vật lớn. Sau này 2 nhân vật lớn này chỉ tùy ý vung tay thì nhà họ Chu ở tiên giới đã có nơi sống yên ổn rồi. Ngô Bình, dám đánh cược như vậy. Nhà họ Chu các cô nhất định phải có cách thức nhìn người. Chu Nhan gật đầu, tổ tiên từng có được một cuốn khí vận kinh, chúng tôi có thể dựa vào kinh này mà bước đầu có thể phán đoán được khí vận của một người. Đương nhiên, xác suất chính xác của nó cũng không quá cao, có thể lựa chọn được chân mệnh thiên tử hay không cũng phải dựa vào may mắn. Ngô Bình lại cầm đao xương thiên tai lên, thản nhiên nói, thanh đao này, tôi nhận. Chu Nhan cười nói, cảm ơn anh Ngô. Tân Nguyệt ngây người, các cậu đang nói gì vậy?
Chu Nhan nói, Tân Nguyệt, cậu chỉ cần biết, tôi rất cảm ơn cậu đã đưa anh Ngô đến đây. Rầm rầm. Ngay lúc này, mặt đất bỗng chấn động dữ dội. Chu Nhan khế nhíu mày, nói, long mạch Trung Châu ổn định, hôm nay địa long xoay người, chắc. Chăn là do người làm ra. Ngô Bình nhíu mày, hỏi, cô nói là có người gây ra động đất. Chu Nhân gật đầu, sau khi đến Trung Châu, tôi đã quan sát khí vận phong thủy Trung Châu, cũng có hiểu biết nhất định về long mạch ở đây. Nếu không phải do người làm thì chắc chắn địa long sẽ không trở mình. Ngô Bình lập tức đi vào trong sân, sau đó biến mất không thấy dấu. Giây tiếp theo, cậu đã xuất hiện trên không cao mấy vạn mét, từ trên cao nhìn xuống cả Trung Châu. Không nhìn thấy Ngô Bình đâu, Tân Nguyệt kinh ngạc hỏi, người đâu rồi? Chu Nhan liếc nhìn, lạnh nhạt nói, anh Ngô ở trên trời, anh ấy muốn tra xem là ai phá vỡ long mạch phong thủy Trung Châu. Vẻ mặt Tân Nguyệt không tin nổi, lầm bầm nói, anh ta là thần tiên sao? Chu Nhan cười nói chính xác thì tương lai anh ấy chắc chắn sẽ là tiên vương, thậm chí là mạnh hơn. Tân Nguyệt thở dài một hơi, chẳng trách cậu lại bảo phải khách khí với anh ta. Chu Nhan, cậu của cậu có mắt nhìn đấy. Lúc này, Ngô Bình phát hiện phía tây bắc của Trung Châu có một ngọn núi trông như một con rồng. Mà phần đầu của con rồng bỗng bị đứt ra, như thể đã bị ai đó chặt đứt. Nhìn kỹ lại thì phát hiện vị trí đầu rồng có bóng người lay động, còn có rất nhiều máy móc cỡ lớn đang hoạt động. Ngô Bình lập tức đáp xuống khu vực đó, một bóng sáng cũng đáp xuống, xuất hiện phía sau máy xúc. Khi cậu đi ra thì thấy một nhóm người mặc đồng phục màu lam đang chỉ huy hiện trường, cho phát nổ và đào xúc ngọn núi. Một người không mặc đồng phục xuất hiện lập tức khiến các nhân viên chú ý, một người đứng đầu. Đội mũ vàng đứng từ xa hỏi cậu, cậu làm gì đấy? Ai bảo cậu đến? Ngô Bình đợi anh ta đến, hỏi các anh đào núi chỗ này làm gì? Người này quan sát Ngô Bình từ trên xuống dưới, nói chúng tôi đào làm gì, liên quan gì đến cậu sao? Nói đi, cậu đến làm gì? Ngô Bình khế nhíu mày rồi niệm chú ngữ, sau đó đạp một chân xuống đất. Tiếp đó, cả ngọn núi bỗng tràn ngập sương mù, tất cả mọi người đều bị bao phủ trong màn sương, hơn nữa trước mặt đều là ảo ánh, ai ai cũng rơi vào ảo cảnh không thể thoát ra. Ngô Bình đến bên cạnh một người trông giống lãnh đạo, vươn tay đập lên vai anh ta, hỏi tại sao các anh đào núi chỗ này? Người này ở trong ảo cảnh, ngoan ngoãn trả lời, công ty chúng tôi muốn xây biệt thự ở đây. Ngô Bình nhíu mày, nơi này cách khu nội thành 30 cây số, ai lại đến đây mua biệt thự? Người này nói, đều là kế hoạch của công ty, chúng tôi không rõ. Ở đây ngoài anh, ai biết được nhiều hơn? Người này chỉ về phía trước. Nói, giám đốc Trần biết khá nhiều. Ngô Bình mau chóng tìm được giám đốc Trần kia, là một người đàn ông chừng 40 tuổi. Cậu hỏi, giám đốc Trần, tại sao các ông lại xây biệt thự ở đây? Ánh mắt giám đốc Trần ngây dại, ông ta nói, ông chủ nói, ông ta theo lệnh mà làm. Ông chủ các anh tên gì? Lâu An Dân, ông ta nói. Ngô Bình ngẫm nghĩ, không có ấn tượng gì, bèn gọi điện cho Nghiêm Lãnh Thạch. Hỏi ông ta có biết người nào tên Lâu An Dân không? Nghiêm Lãnh Thạch nghe xong thì nói, có ái tượng, người này làm về đất đai, giá trị tài sản tầm 10 tỷ. Buổi chiều ông có thể hẹn Lâu An Dân đó ra ngoài không, cậu hỏi. Nghiêm Lãnh Thạch, không vấn đề, xong chuyện tôi sẽ báo cho chủ nhân. Cúp điện thoại, Ngô Bình lại quay về căn nhà trước đó, Chu Nhan và Tân Nguyệt vẫn đang đợi cậu. Có phát hiện gì không, Chu Nhan hỏi. Ngô Bình, có đội thi công chặt đứt long mạch, nói là muốn xây biệt thự. Nhưng tôi thấy nơi đó rất hoang vắng, e rằng chuyện không đơn giản như vẻ ngoài. Chu Nhan nhíu mày, xây biệt thự, chẳng lẽ là do kẻ trộm mệnh làm sao? Ngô Bình, kẻ trộm mệnh là gì? Chu Nhan, một nhóm trộm khí vận của người khác để bản thân mạnh hơn. Để cướp đoạt khí vận của người khác mà bọn họ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Như kiểu thủ đoạn chặt đứt long mạch. Cướp đoạt khí vận của một vùng này chính là cách làm thường xuyên của bọn họ. Ngô Bình, người có thể trộm được khí vận của một nơi sao? Chu Nhan, đương nhiên có thể. Nhưng người bình thường thì không làm được, chỉ có kẻ trộm mệnh mới có thể. Bản thân kẻ trộm mệnh chính là thể chất đạo mệnh hư vô, có thể dung nạp được khí vận của người khác. Thông qua việc trộm khí vận của người khác, kẻ trộm mệnh sinh ra được rất nhiều cao thủ siêu cấp.
Ngô Bình, thể chất khí vận hư vô sao? Loại người như vậy chắc là ít đúng chứ? Chu Nhan, đúng vậy, rất ít. Theo tôi biết, số lượng kẻ trộm mệnh không vượt quá 50, hơn nữa còn phân tán ở khắp vũ trụ. Ngô Bình, chỉ một trung châu nhỏ như vậy mà đã thu hút kẻ trộm mệnh, chuyện thú vị rồi đây. Chu Nhan, anh Ngô sinh ra ở đây, biết rõ nơi này, cho nên khí vận của anh cũng dính liền với khí vận nơi này. Hay nói cách khác, khí vận Trung Châu bị trộm đi, cũng tương đương với việc anh Ngô bị trộm đi một phần khí vận. Ngô Bình cười lạnh, muốn trộm khí vận của tôi, nào dễ vậy chứ? Chưa nói được mấy câu, Nghiêm Lãnh Thạch đã có tin tức, ông ta nói cho Ngô Bình, Lâu An Dân đã đồng ý buổi chiều ra ngoài uống trà, thời gian hẹn là 4 giờ. Lúc này, trong lòng anh chợt giật mình, nhìn đồng hồ, nói, cô Tân Nguyệt, tôi còn có chuyện, không đi cùng cô được nữa. Tân Nguyệt nói, ừ, anh Ngô cứ tùy ý, tôi và Chu Nhan nói chuyện một lúc nữa. Tạm biệt hai cô gái, Ngô Bình lại đến hiện trường đào núi. Thì ra, vừa nãy anh cảm thấy có người phá vỡ cấm chế mình để lại nên lập tức đến xem xét. Cậu quay về núi thì phát hiện sương mù đã tan hết, tất cả mọi người đều thoát khỏi huyễn cảnh, máy móc công trình cũng hoạt động trở lại. Cậu đáp xuống một tảng đá lớn rồi đảo mắt nhìn quanh phía trước. Chính vào lúc này, có giọng nói từ bên cạnh truyền đến, là anh đã bố trí cấm chế ở đây sao? Ngô Bình ngoảnh đầu sang nhìn thì thấy một người đàn ông che mặt đứng ở đó, chỉ để lộ hai con mắt còn những phần còn lại đều bị che kín hết. Là tôi, anh là kẻ trộm mệnh sao? Ngô Bình hỏi. Dường như đối phương rất bất ngờ, không ngờ anh lại biết đến kẻ trộm mệnh, thiết nghĩ lai lịch cũng không tầm thường. Có điều, dám làm hỏng chuyện của kẻ trộm mệnh thì anh tới số rồi. Ngô Bình, tôi sinh ra ở đây, anh muốn đào lấy long mạch của chỗ này thì tôi không đồng ý. Đối phương nói với giọng cực kỳ khinh miệt, anh không đồng ý. Anh nghĩ mình là ai? Ngô Bình nhìn lên mặt trời dịu nhẹ trên không trung rồi nói, thời tiết đẹp đấy. Đối phương không hiểu ý của cậu là gì, lạnh lùng đáp, tôi không muốn hỏi quá nhiều, đi chết đi. Anh ta vừa dứt lời thì liền có một kiếm khí dài bằng nửa tấc từ trong ống tay áo bay ra, vô cùng sắc bén, phóng về phía Ngô Bình nhanh như một tia chớp. Ngô Bình cầm đao xương thiên tai, nhắm thẳng vào kiếm quang và chém. Đao xương lướt qua không khí tạo ra một vệt sáng màu đen, đấy là hiện tượng tạo thành khi thời không bị chia cắt. Đao xương vừa xuất hiện thì dường như thời gian bỗng trở nên chậm lại, Ngô Bình có thể nhìn thấy rất rõ quỹ đạo và hình thái của kiếm quang. Keng! Kiếm quang bị đao xương chém trúng thì vụt tắt, kiếm quang có thể chém chết tu sĩ thần thông đã bị cậu nhẹ nhàng phá giải. Kẻ bịt mặt hừm lên một tiếng khó chịu rồi kinh ngạc thốt lên, không ngờ anh lại có thể đỡ được kiếm khí của tôi. Ngô Bình cũng hơi bất ngờ, cậu phát hiện thanh đao xương đó có thể khiến thời gian chậm lại, thế là cậu lại giơ đao lên, chém về phía kẻ bịt mặt. Đao vừa vung lên thì động tác của kẻ bịt mặt đã trở nên vô cùng chậm chạp. Còn huyền ảnh của cậu thì đã đến bên cạnh kẻ bịt mặt đó, thanh đao xương đó cũng xuất hiện trong tay huyền ảnh. Xoẹt! Đao quang lóe lên, đầu của kẻ bịt mặt bị chém rơi xuống đất, sát khí đáng sợ tràn vào cơ thể cậu, xé nát thần anh của cậu, phá hủy cơ thể, hủy diệt cậu một cách triệt để. Cùng lúc đó, đao xương thiên tai hấp thụ được một luồng khí tức của sinh mệnh, nó đã chuyển cho Ngô Bình 1/3. Ngô Bình có được sức mạnh sống thì bất ngờ nói, thật không hổ là bảo đao, không ngờ lại có thể hấp thụ năng lượng của người chết. Đến lúc chết tên bịt mặt vẫn không biết tại sao, mình lại chết, chỉ đành rời khỏi thế giới này nhưng lại không cam lòng. Ngô Bình tìm được một số thứ trên xác chết, cậu nhặt cất một số thứ có thể dùng rồi bố trí lại cấm chế, mây mù dày đặc lại bao phủ hết cả ngọn núi. 4 giờ chiều, tại một nhà hàng sang trọng, Lâu An Dân đã đến theo lời hẹn. Lâu An Dân là một người bình thường, ông ta rất khách sáo với ông trùm Trung Châu Nghiêm Lãnh Thạch, từ đầu đến cuối đều rất cung kính, lễ phép. Ngô Bình luôn âm thầm quan sát, 10 phút sau, cậu mới lên tiếng, ông chủ Lâu, là ai đã bảo ông đào núi? Đang nói chuyện phiếm thì Ngô Bình bỗng dưng hỏi như thế làm Lâu An Dân ngớ người. Ngô Bình nói, ông không cần phải sợ, lúc nãy tôi đã đánh nhau với mấy người đó rồi. Cậu vừa nói vừa lấy chiếc mặt nạ màu đen để lên bàn. Lâu An Dân nhìn thấy chiếc mặt nạ thì run lên bần bật, hỏi, bây giờ người đó ở đâu? Ngô Bình bình thản đáp, anh ta vừa xuất hiện đã muốn giết tôi,
đương nhiên tôi không thể khách sáo với anh ta, tôi đã giải quyết anh ta rồi. Lâu An Dân nghe đối phương đã chết thì thở phào, nói chết rồi thì tốt. Nghiêm Lãnh Thạch, ông chủ Lâu, có gì ông cứ nói với cậu Ngô, chúng tôi sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Lâu An Dân gật đầu, lập tức kể hết đầu đuôi ngọn ngành. Khoảng tầm một tháng trước, ông ta đang ở trong phòng tra cứu sổ sách thì đột nhiên có một người đeo mặt nạ xuất hiện. Lúc đó Lâu An Dân đã giật nảy mình, muốn thét lên nhưng lại không thốt nên lời. Kẻ bịt mặt nói anh ta đã chọn trúng Lâu An Dân, cần ông ta giúp đỡ mình làm vài việc, và đào núi là một trong số đó. Ngô Bình, ông đã đồng ý rồi sao? Lâu An Dân cười mếu dám không đồng ý sao? Thủ đoạn của người đó quá thần kỳ, anh ta muốn tôi đau bụng là tôi đau bụng, muốn con trai tôi đau thì con trai tôi đau, chẳng khác gì thần tiên, vì vậy tôi không dám đắc tội anh ta mà hoàn toàn nghe theo sự dặn dò của anh ta. Ngô Bình, anh ta có nói lý do muốn ông đào núi, làm nhà gì không? Lâu An Dân, không có nói, anh ta chỉ bảo tôi làm việc, anh ta còn nói nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời thì đến lúc đó sẽ tặng tôi một viên đan dược, giúp tôi trường sinh bất lão. Ngô Bình cười khẩy, những lời đó mà ông cũng tin sao? Sau khi ông giúp anh ta làm xong chuyện thì sẽ không còn giá trị sử dụng gì nữa, anh A sẽ không tặng đan dược cho người không còn giá trị sử dụng. Lâu An Dân thở dài, tôi cũng biết, nhưng biết thì đã sao? Tôi không thể phản kháng, chỉ có thể nghe lời anh ta. Sau đó ông ta hỏi, công tử, rốt cuộc cậu là ai? Có phải cậu lợi hại hơn anh ta không? Nghiêm Lãnh Thạch cười lạnh lùng, so với công tử của chúng tôi thì người đó chỉ là một con bọ, không đáng nhắc đến. Lâu An Dân thở phào, nói, vậy thì tốt. Ngô Bình tiếp tục hỏi ông ta, ông chỉ gặp mình anh ta thôi sao? Lâu An Dân, chắc không chỉ có một người, có một lần, khi tôi đang nói chuyện với anh ta thì có một người nữa xuất hiện, nhưng tôi không nhìn rõ mặt. Ngô Bình, người đó chết thì nhất định người kia sẽ tìm đến ông. Tối nay tôi đến nhà ông. Lâu An Dân tái mặt, công tử, chắc người đó không báo thù tôi đấy chứ. Ngô Bình, chuyện này không liên quan gì đến ông, có điều ông hãy gọi cho công nhân trước, bảo họ tạm dừng thi công. Được. Tôi sẽ gọi ngay. Mấy người họ ăn qua loa cho xong bữa rồi Lâu An Dân quay về lại nhà mình. Sau khi Lâu An Dân thì Nghiêm Lãnh Thạch nói, cậu chủ, đối phương có lai lịch thế nào? Kẻ trộm mệnh, Ngô Bình nói hơn nữa không chỉ có một người. Nghiêm Lãnh Thạch cũng chưa từng nghe nói đến kẻ trộm mệnh nên hỏi, cậu chủ thực lực của kẻ trộm mệnh mạnh không? Ngô Bình, kẻ trộm mệnh là một tổ chức rời rạc, thường sẽ có 2-3 người hợp lại một nhóm. Tôi đoán người còn lại là đồng bọn với người chết đớ. Cậu chủ, người chết đó có tu vi gì? Ngô Bình, người đó có thần anh, là thần thông tầng 6. Nghiêm Lãnh Thạch tái mặt, lẩm bẩm thần thông tầng 6. Ngô Bình hừm lên, nói thần thông tầng 6 thì đã sao? Chẳng phải cũng bị tối giết rồi đấy sao? Cậu lấy đao xương thiên tai ra, nói thanh đao này rất kỳ lạ, có thể khiến thời gian chậm lại, còn tôi thì lại không bị ảnh hưởng. Có nó thì đừng nói gì đến thần thông tầng 6, dù là thần thông tầng 10 thì cũng vẫn giết được. Nghiêm Lãnh Thạch tò mò nhìn đao xương chăm chăm, lẩm bẩm, không ngờ thế giới lại có bảo đao như thế, lợi hại thật. Ngô Bình, ông Nghiêm, chắc ông cũng biết đôi chút về sơn mạch bị đào đó nhỉ. Nghiêm Lãnh Thạch, mặc dù tôi không rành phong thủy nhưng cũng biết chỗ đó là chỗ có long mạch của Trung Châu, theo lý mà nói. Nếu như không phải có nhân vật lớn nào đó lên tiếng thì không ai dám đào chỗ này đâu. Ngô Bình chau mày, ý ông là Lâu An Dân chỉ là một trong số đó, chắc kẻ trộm mệnh còn liên quan đến một nhân vật lớn nào đó nữa nhỉ? Nghiêm Lãnh Thạch gật đầu, chắc chắn là vậy rồi. Ngô Bình, tối nay bắt được người đó thì tôi sẽ hỏi kỹ. Nghiêm Lãnh Thạch, nhất định cậu chủ phải cẩn thận, người chết đó là thần thông tầng 6, chắc là tên còn lại cũng không yếu hơn, hơn nữa. Không chừng anh ta còn có đồng bọn. Ngô Bình, không sao, nếu tôi đã dám đi thì không sợ họ. Tối đó, Ngô Bình ở trong nhà Lâu An Dân, ông A muốn qua nói chuyện với cậu nhưng lại bị cậu đuổi khéo. Trong phòng khách, cô vợ xinh đẹp mới cưới ngồi trong lòng Lâu An Dân, cô ta vẫn chưa tròn 20 tuổi, phải sang năm mới tốt nghiệp đại học. Cô ta rất xinh đẹp, thân hình cũng đẹp, cách đây 3 tháng, cô ta đã gả cho Lâu An Dân. Mặc dù Lâu An Dân đã hơn 50 tuổi,
chuyện đó cũng không còn sung sức lắm nhưng ông ta lại rất giàu, đối với những thứ cô ta hằng mong ước, giờ cô ta muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, hơn nữa những người xung quanh cũng đều rất ngưỡng mộ cô ta. Có điều hôm nay cô ta phát hiện, ông chồng luôn bình tĩnh, tự tin, khí chất ngời ngời của mình có vẻ rất căng thẳng, chốc chốc lại nhìn lên căn phòng trên tầng 2. Cô ta không kiềm được, bật cười, hỏi, ông xã, anh sao thế? Lâu An Dân toát mồ hôi chán, nói, không có gì. Hồng Hồng, em về nghỉ ngơi trước đi. Vậy chúng ta cùng đi nghỉ. Cô ta nhõng nhẽo. Nếu là ngày thường thì nhất định Lâu An Dân sẽ đồng ý với cô vợ xinh đẹp nhưng hôm nay ông ta thật sự không có tâm trạng. Ông ta nói, cục cưng nghe lời đi, mau đi nghỉ, anh vẫn còn có việc. Người phụ nữ ồ một tiếng rồi nói, vậy thôi. Thế là cô ta lên tầng 2, về phòng trước. Một lát sau, cô ta nghe tiếng Lâu An Dân vào nhà vệ sinh thì lén đến căn phòng mà Lâu An Dân cứ nhìn chằm chằm rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất tối, cô ta bật đèn lên thì thấy một thanh niên cao to điển trai đang ngồi trên sofa, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô ta nhìn thấy người đàn ông thì thốt lên kinh ngạc. Người đang ngồi đó là Ngô Bình, cậu Bình thản đáp, cô đến đây làm gì? Anh là ai? Người phụ nữ bất ngờ hỏi. Tôi là bạn của Lâu An Dân. Ngô Bình không nhìn cô ta mà cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ và nói, tắt đèn đi. Giọng Ngô Bình như có ma lực, người phụ nữ nghe xong thì muốn phục tùng một cách vô thức, cô A ngoan ngoãn tắt đèn. Trong bóng tối, người phụ nữ cảm nhận được cơ thể của Ngô Bình như đang phát sáng, ánh sáng đó rất hấp dẫn cô ta không kiềm được, tiến lại gần thêm chút nữa, đứng cách Ngô Bình chỉ mấy mét. Tôi có việc cần làm, chỗ này khá nguy hiểm, tốt nhất cô nên về phòng đi. Người phụ nữ tò mò nhìn bóng dáng Ngô Bình trong bóng tối và hỏi, ông xã tôi rất căng thẳng, phải chăng có liên quan đến chuyện anh cần làm? Phụ nữ vốn dĩ thích tò mò, người phụ này cũng không ngoại lệ, nhưng Ngô Bình không muốn nói nhiều với cô ta, chỉ nói, ừ, bởi vậy tốt nhất cô nên lập tức đi đi. Người phụ nữ, ông xã tôi là người từng trải, dù có gặp thị trưởng thì anh ấy cũng sẽ không căng thẳng. Chuyện hôm nay có thể khiến anh ấy toát mồ hôi thì chứng tỏ nhất định phải là chuyện lớn, đúng không? Ngô Bình không trả lời, mà đứng bật dậy, đến bên cạnh cửa sổ, thì ra lúc này có một bóng người vừa đáp xuống sân, lúc Ngô Bình đứng dậy thì anh A đột nhiên ngoảnh đầu sang, phun ra một ngụm khí. Một luồng sóng âm vô hình ập qua, cửa kính vỡ vụn. Vào giây phút đó, Ngô Bình đã chặn phía trước người phụ nữ, mảnh vỡ thủy tinh bay với tốc độ đáng sợ. Nhưng lúc còn cách cậu nửa mét thì đều dừng hết lại, sau đó rơi xuống đất. Lúc cơ thể cao to của Ngô Bình chặn phía trước, người phụ nữ bỗng có cảm giác an toàn chưa từng được có, đặc biệt là trên người Ngô Bình còn toát ra hơi thở nam tính rất lạ, vừa nóng rát lại đầy hấp dẫn. Chân người phụ nữ mềm nhũn, cô ta ôm chặt lấy hông Ngô Bình như gặp phải ma. Ngô Bình chau mày, cậu quay người kéo lấy người phụ nữ rồi đẩy cô ta ra ngoài cửa. Sau đó phóng xuống sân chỉ trong tích tắc. Người trong vườn là một người che mặt, giống hệt người trước đây, chỉ chừa lại hai cái lỗ đủ nhìn thấy hai con mắt. Người phụ nữ xuất hiện bên ngoài cửa, cô ta cảm thấy cứ như đang nằm mơ, có điều cô ta rất gan, không ngờ lại quay lại căn phòng, sau đó nhìn xuống hai người trong vườn thông qua khung cửa sổ đã vỡ. Quả nhiên là anh chờ ở đây, đối phương lạnh lùng nói với vẻ đầy sát khí. Ngô Bình, anh chỉ có một mình thôi sao? Người đó cười khẩy, giết anh thì mình tôi là đủ rồi. Vậy sao, đồng bọn của anh đã chết trong tay tôi? Ngô Bình đả kích anh ta. Đối phương gằn giọng hừm lên, mặc dù tôi không biết anh đã dùng cách gì để giết anh ấy nhưng lúc này đây, dù cho anh có năng lực phi thường thì cũng nhất định phải chết. Am! Một tiếng động lớn vang lên, một luồng sáng vút lên sau lưng cậu. Một chiếc kiệu tám góc khổng lồ bay lên trời, trên kiệu có vẽ vô số phù văn với vô số chuỗi ngọc đong đưa. Sau đó, chiếc kiệu xoay, chậm chậm, xung quanh lập tức xuất hiện từ trường rất mạnh, Ngô Bình đứng trong trường lực, cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, muốn nhấc tay lên cũng rất khó. Người đó cười lạnh lùng, tiến về phía Ngô Bình, nói, thế nào hả? Có phải anh đang cảm thấy cơ thể không thể nào cử động, thần hồn thì bị giữ chặt không? Ngô Bình, pháp bảo tốt, nếu như đồng bọn của anh có nó thì có thể sẽ không bị tôi giết chết. Người đó hét lên, dám động đến kẻ trộm mệnh, anh đúng là gan to bằng trời, nói đi, muốn chết sao đây?
Ngô Bình thở dài, nói các người chỉ có hai người thôi sao? Anh giết chết anh ấy, tôi lại phải tìm bạn đồng hành mới, tôi nhất định phải từ từ giày vò anh đến chết. Anh ta hầm hầm nói. Ngô Bình, chắc các anh không chỉ tìm đến mỗi lâu an dân đâu nhỉ? Người đó hừng một tiếng, nói, đương nhiên rồi, muốn chặt đứt long mạch của Trung Châu thì nhất định phải có người trong triều đồng ý, nếu không đâu dễ gì làm. Ngô Bình hỏi, người đó là ai? Đối phương lắc đầu, một người sắp chết như anh, biết được để làm gì? Lúc này, ánh trăng sáng như đĩa bạc lơ lửng trên cao, bóng hai người họ đổ dài trên mặt đất. Ngô Bình cúi đầu liếc mình chiếc bóng, nói trả lời đúng sự thật. Một chiếc bóng men theo mặt đất, xông lên trên bóng của đối phương, người đó bỗng cảm thấy mất kiểm soát, tinh thần cũng bị khống chế. Anh đã tìm đến ai? Ngô Bình hỏi. La Tình Uyên, La Trụ Quốc. Đối phương đáp, các anh chỉ có hai người sao? Đúng vậy, chỉ có hai người. Còn kẻ trộm mệnh nào khác biết chuyện này không? Không có, đây không phải chuyện lớn gì, thường sẽ không cho những kẻ trộm mệnh khác biết. Ngô Bình, nghe nói kẻ trộm mệnh như các anh có thể trộm đi khí vận của mặt đất để dùng, hiệu quả thế nào hả? Đối phương đáp, sau khi chúng tôi trộm khí vận của mặt đất, thường thì sẽ chuyển đến nơi sống và cư trú của mình, vậy thì chỗ đó sẽ có rất nhiều thiên tài được sinh ra. Vê kép sao các anh lại chọn Trung Châu? Thời gian trước, chúng tôi vô tình phát hiện ra khí vận của Trung Châu rất thịnh, đến cả một số nhân vật lớn ở thần kinh cũng cảm nhận được, thế nên hai người chúng tôi đã quyết định cướp đi khí vận ở đây. Người đó vừa dứt lời thì trên đỉnh đầu bỗng có ánh sáng trắng vụt ra, bí anh của anh ta cầm một thanh kiếm nhỏ, nhảy ra, không ngờ anh ta đã phá được sự trói buộc từ huyền ảnh công của Ngô Bình và xông về phía Ngô Bình. Ngô Bình thấy đối phương có thể phản kháng thì nói với giọng nguy hiểm, giết. Lại có một luồng kim quang nữa vút ra từ bóng cậu, chiếc bóng cầm đao xương thiên tai, đao quang vút lên, thời gian liền trở nên chậm lại, đao xương lập tức chém bí anh thành hai, sau đó chém thêm một đao nữa lên đầu đối phương. Máu nóng phụt ra khiến người phụ nữ đang đứng trên lầu nhìn xuống tái mặt. Cho đến lúc chết, người đeo mặt nạ cũng không biết Ngô Bình đã ra tay thế nào, mặc dù pháp khí của anh ta rất mạnh nhưng không thể cấm chế được huyền ảnh của Ngô Bình. Kết quả anh ta đã bị chém chết chỉ bằng một đòn, chết không nham mắt. Người này vừa chết, kiệu chậm rãi rơi xuống, Ngô Bình cầm trong tay. Cậu vừa nhìn đã biết đây là một bảo vật, lập tức cất chiếc nhãn chứa đồ này. Lục trên người đối phương một hồi rồi cậu xử lý thi thể đó, sau đó đi vào phòng khách. Lúc này Lâu An Dân vô cùng lo lắng, ông ta run giọng hỏi, cậu Ngô, người đó chết rồi à? Ông ta ở trong phòng khách nên không nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, hơn nữa sự việc lại xảy ra rất nhanh. Ngô Bình ừ một tiếng, đã xử lý rồi, chuyện này đến đây thôi. Ngày mai ông đến hiện trường với tôi dạy ông cách khôi phục long mạch. Lâu An Dân thở phào, vội nói, được, mọi chuyện đều nghe theo cậu Ngô sắp xếp. Lúc này người phụ nữ đó chạy xuống lầu. Thấy vợ mình đi xuống, Lâu An Dân nói, Hồng Hồng. Chẳng phải bảo em nghỉ ngơi đi sao, sao em lại xuống đây? Người phụ nữ nhìn Ngô Bình, đột nhiên quỳ xuống đất nói, cậu Ngô là thần tiên, có thể giúp chồng tôi không? Lâu An Dân cảm động, vội nói Âu Ngô, tôi đã một bó tuổi rồi nhưng vẫn chưa sinh được con, đây là tiếc nuối lớn nhất đời này của tôi. Cậu là thần tiên, không biết có cách nào giúp tôi không? Ngô Bình nhìn Lâu An Dân, bình thản nói, mạng của ông không có con. Tôi cũng không thể giúp gì được. Tia hy vọng trong mắt Lâu An Dân tắt lịm đi, lẩm bẩm tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế. Ngô Bình, thể chất của ông khá đặc biệt, gen của ông không thích hợp để sinh con. Cho dù có thụ tinh trong ống nghiệm, cũng không thể sống được. Nếu ông thực sự muốn có con thì hãy nhận nuôi một đứa. Lâu An Dân khế gật đầu, cũng chỉ đành như thế. Giải quyết xong người đoạt mạng, Ngô Bình không ở lại lâu. Sau đó rời khỏi nhà họ Lâu. Sau khi Ngô Bình đi, người phụ nữ ngẩn người, cô ta nói, chồng à, hay là chúng ta nghe lời cậu Ngô nhận nuôi một đứa trẻ. Cô ta muốn có một đứa con, thật ra muốn buộc, lấy trái tim chồng, nếu không đợi cô ta lớn tuổi hơn một chút, không giữ được, chồng mình lại có người khác. Lâu An Dân thở dài nói, xem ra chỉ có thể như thế. Ông ta nhìn hướng Ngô Bình rời đi. Lẩm bẩm, nếu con của chúng ta có thể cao lớn, đẹp trai như cậu Ngô, thần quỷ khó lường,
đời này của anh chẳng còn tiếc nuối. Người phụ nữ liếc mắt, chồng à, anh nói gì thế, người ta là thần tiên, sao có thể so với người phàm. Lâu An Dân im lặng một lúc rồi nói, vậy cũng chưa chắc. Ông ta bỗng nhìn vợ mình, hai mắt phát sáng nói, Hồng Hồng, nếu em có thể mang thai đứa con của cậu Ngô, sau này con của chúng a chẳng phải sẽ xuất sắc giống cậu ta rồi sao? Lúc nói câu này, Lâu An Dân cực kỳ nghiêm túc. Người phụ nữ giật mình, chồng, anh nói lung tung gì đấy, sao em có thể mang thai con của cậu ta? Lâu An Dân nói, em đẹp như vậy, chuyện này không khó. Câu nói này khiến Hồng Hồng có cảm giác kỳ quái. Lâu An Dân, anh nhớ người đó từng nói với anh, khí vận của em rất khác thường, đây cũng là nguyên nhân họ chọn anh làm việc. Người phụ nữ sửng sốt, em có khí vận lớn. Lâu An Dân gật đầu, trước đây anh nghĩ mãi cũng không hiểu, em chỉ là vợ của anh, làm gì có khí vận lớn. Nhưng bây giờ anh đột nhiên hiểu ra, nếu em mang thai đứa con của cậu Ngô, vậy thì em không phải là người bình thường. Người phụ nữ sửng sốt, hồi lâu cũng không nói gì. Không lâu sau, Ngô Bình quay lại biệt thự Hoàng Long tiếp tục tu luyện bí chú. Thời gian trôi qua thật nhanh, sáng hôm sau cậu đến thẳng chỗ khôi phục long mạch. Sau khi quan sát một hồi, cậu thiết lập cấm chế, đồng thời bảo người của Lâu An Dân hợp tác khôi phục long mạch Trung Châu. Đến lúc hoàng hôn, phần long mạch bị đào đã được lấp đầy, động đất yếu luôn kéo dài cuối cùng cũng hết. Cuối cùng Ngô Bình thiết lập một pháp trận ở long mạch để hút linh khí của trời đất nuôi dưỡng long mạch. Làm thế chỉ cần khoảng một tháng, long mạch đã có thể hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn tốt hơn trước. Cả ngày nay Ngô Bình đều ở trên núi, đến tối trên đường về thì cậu nhận được điện thoại của Tuyết Vũ. Anh Bình, em đã đến Trung Châu rồi. Lúc trước Tuyết Vũ luôn ở lại bên đó để xử lý công việc, đến hôm nay mới có thời gian đến tìm Ngô Bình. Ngô Bình rất vui. Giờ em đang ở đâu, anh đi đón em. Tuyết Vũ, em đang ở khách sạn, vừa làm xong thủ tục lưu trú. Ngô Bình, ừ, anh đến đó ngay. Khách sạn Tuyết Vũ ở là khách sạn nghỉ dưỡng, vị trí gần bờ sông, bên cạnh có một sở thú và thủy cung, rất nhiều du khách đến đây. Ngô Bình lái xe đến khách sạn, vừa dừng xe đã nhìn thấy Tuyết Vũ mặc bộ váy dài đi biển chậm rãi bước đến. Ngô Bình, các tiền bối ở đạo quan thế nào? Tuyết Vũ, họ đều đang bế quan, đồng thời tìm kiếm đồ mà tông môn để lại. Bên Tiên Vương môn thì sao? Tuyết Vũ, em học được những thứ anh dạy, mấy người đó đều đỏ mắt, cứ nịnh bợ em. Ngô Bình cười nói, những gì em học cao siêu hơn Tiên Vương môn cả trăm lần. Tuyết Vũ cười nói, đương nhiên, vì đều là do anh dạy em. Ngô Bình ôm lấy eo Tuyết Vũ nó, đi vào phòng xem thử, không được thì đổi khách sạn khác. Cũng khá ổn, Tuyết Vũ đặt một căn phòng có hai phòng ngủ, hai phòng khách, hơn nữa còn có sân vườn có thể thông đến cầu tàu bên sông, từ trên đó có thể đi thuyền ra giữa sông chơi. Vừa vào đến phòng, cả người Tuyết Vũ dính sát vào Ngô Bình, yêu kiều nói, anh Bình, em có thể ở lại Trung Châu một thời gian không? Dạo này em không muốn về. Ngô Bình cười nói, được chứ, em ở bao nhiêu cũng được, nhưng mấy ngày nay em phải đến thần kinh. Tuyết Vũ chớp mắt, có thể dẫn em theo không? Ngô Bình, anh làm việc cho Đông Vương, em đi theo có thể làm gì? Tuyết Vũ cười nói, vậy em cũng có thể gia nhập vào dưới trướng Đông Vương. Lúc này Ngô Bình mới nhớ thật ra Tuyết Vũ cũng là cao thủ bí cảnh, hơn nữa được cậu chỉ dạy nên thực lực đã hơn hẳn tu sĩ bí cảnh bình thường. Suy xét một lúc, Ngô Bình nói, vậy được, nếu em có hứng thú, anh có thể đề cử em với Đông Vương. Hai người đã không gặp nhau mấy ngày, lập tức dính chặt lấy nhau đến hơn 9 giờ tối. 9 giờ tối, đèn đuốc bên bờ sông sáng trưng, các cửa hàng quán ăn lần lượt mở bán, hai người đi dọc theo bờ sông ăn uống no nê, tâm trạng rất vui vẻ. Tối nay Ngô Bình không về nhà, ngủ một giấc đến lúc mặt trời mọc, cuối cùng vẫn bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Liễu Kim Long, Liễu Kim Long nói, cậu Ngô, hôm nay có một buổi đấu giá từ thiện. Tôi và ông Nghiêm đã mời rất nhiều người có danh tiếng tham gia nhờ vào mối quan hệ của mình. Tôi nghĩ có thể thông qua buổi đấu giá này, đánh bóng tên tuổi của từ thiện đường Giang Nam chúng ta. Ngô Bình, ừ, cứ làm theo kế hoạch đi. Liễu Kim Long, mong cậu cũng có thể tham gia, dù sao có vài món đấu giá cần tranh giá mới vui.
Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, sẽ có khoảng bao nhiêu người tham gia đấu giá từ thiện? Liễu Kim Long, kế hoạch ban đầu của chúng tôi là chỉ cho vài nhân vật tầm cỡ tham gia. Nhưng sau đó tôi lại thấy bất cứ ai cũng có thể làm từ thiện nên đã mời nhiều người bình thường quan tâm đến từ thiện tham gia. Những thứ họ đấu giá có lẽ không quá đắt, nhưng đối với họ, đó cũng là một sự hy sinh lớn lao. Ngô Bình gật đầu, ừ, cũng có lý. Tôi sẽ đến buổi đấu giá này, cần tôi phối hợp gì không? Liễu Kim Long, tốt nhất cậu có thể bán đấu giá mấy món đồ thật sự có giá trị, ví dụ như đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, như vậy có thể lôi kéo những người có tiền và có quyền xuất hiện. Ngô Bình gật đầu, được, tôi sẽ chuẩn bị vài thứ. Liễu Kim Long, nếu cần gì, tốt nhất cậu cứ liệt kê danh sách, như vậy chúng tôi mới đồn sức tuyên. Truyền cho tốt được. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, khi nào bán đấu giá từ thiện sẽ tổ chức? Liễu Kim Long, 3 giờ 20 phút chiều. Ngô Bình, trong vòng nửa tiếng tôi sẽ đưa danh sách cho anh. Liễu Kim Long, được. Cúp điện thoại, Ngô Bình lập tức ngồi xuống, Tuyết Vũ ngồi bên cạnh nói, anh Bình, em nghe thấy cả rồi. Chỗ em có mấy thứ dùng được, có thể đem ra đấu giá. Ngô Bình cười nói, được, vậy thì đấu giá nhiều một chút. Suy nghĩ được một lúc, cậu quyết định dùng dược liệu hiện có luyện chế mấy lò đan dược, nếu đã bán đấu giá thì cứ luyện một vài đan dược tăng thể chất và tỉnh thần vậy. Chẳng mấy chốc cậu đã có quyết định, chuẩn bị luyện chế loại đan dược luyện hình linh chú đan. Luyện hình linh chú đan này chỉ cần một vài dược liệu bình thường thôi, nhưng lúc luyện chế thì cần Ngô Bình đưa chú lực vào trong đó. Mấy hôm nay cậu vẫn đang nghiên cứu bí chú mới, trong đó có rất nhiều bí chú có thể gia tăng thể chất, nếu dung hợp bọn chúng cùng đan dược, thì đó chính là luyện hình linh chú đan mà cậu muốn. Trước khi luyện đan, Ngô Bình chọn ra một vài thứ không tệ trong những thứ cậu gom góp được trước kia, sau đó viết vào danh sách, rồi chụp ảnh gửi cho Liễu Kim Long. Cậu có mang theo trên người một vài dược liệu, lúc này bèn lấy ra lò luyện đan tiến hành việc luyện đan. Lò đan dược thứ nhất. Cậu còn thiếu kinh nghiệm, luyện ra được 4 viên đan dược trung thượng phẩm bậc 4, đến lò thứ 2, phẩm chất tăng cao hơn, luyện được 8 viên đan dược thượng phẩm bậc 4. Đến lò thứ 3 thì được 10 viên đan dược thượng phẩm bậc 5. Luyện xong 3 lò đan dược thì đã hơn 1 giờ chiều. Trước tiên cậu ăn cơm trưa cùng với Tuyết Vũ, sau đó đưa cô ấy đến chỗ bán đấu giá từ thiện. Lần bán đấu giá này, vốn dĩ là hoạt động do từ thiện đường Giang Nam tổ chức. Nhưng Liễu Kim Long đã cải tiến hoạt động, mời một nhóm các nhân vật danh tiếng trong xã hội và quan khách quý đến tham gia. 2 giờ rưỡi chiều, Ngô Bình đến hiện trường trước, Âu Dương Chí Viễn và Liễu Kim Long đã có mặt ở đây từ sớm lo việc tổ chức. Mấy người họ gặp nhau ở phòng truyền thông, Liễu Kim Long nói, cậu Ngô, lần đấu giá này, luyện hình linh chú đan nhất định sẽ được giành giật mà mua. Ngô Bình, lão Liễu, anh thấy định giá bao nhiêu thì phù hợp? Liễu Kim Long, tôi và Tổng Giám đốc Âu Dương thương lượng một lát, lần này sẽ đấu giá 4 viên đan dược trung thượng phẩm bậc 4 trước, rồi sẽ đấu giá 4 viên đan dược thượng phẩm bậc 4. Giá cả thì sao? 4 viên luyện hình linh chú đan trung thượng phẩm bậc 4, giá khởi điểm 150 triệu, mỗi lần sẽ tăng giá ít nhất 10 triệu, thượng phẩm bậc 4 thì giá khởi điểm 800 triệu, mỗi lần tăng ít nhất 100 triệu. Ngô Bình biết, giá bán đan dược bậc 4 này. Xem như đã bán giá vốn rồi. Đương nhiên đây là buổi bán đấu giá, những người hiểu biết đan dược quý giá đương nhiên sẽ tự nguyện thêm tiền mà giành về. Sau đó Liễu Kim Long lại chỉ vào 20 món đồ trong danh sách của Ngô Bình nói, cậu Ngô, những thứ này quá quý giá rồi, trong này rẻ nhất cũng phải có giá mấy trăm triệu rồi, có nên giảm bớt một ít không? Ngô Bình, đồ nhiều không tốt sao? Liễu Kim Long cười nói, đồ nhiều đương nhiên là tốt rồi. Nhưng chúng ta là lần đầu bán đấu giá từ thiện, phải để lại ấn tượng cho lần đấu giá lần sau. Cho nên tôi nghĩ ngoài đan dược thì những thứ khác bán đấu giá 12 món là được. Ngô Bình ừ một tiếng, vậy cứ làm theo ý anh đi. 20 phút sau, Ngô Bình và Tuyết Vũ đến hiện trường buổi đấu giá. Hiện trường buổi đấu giá là sân vận động lớn nhất ở Trung Châu, có thể chứa nhiều nhất đến 35.000 người đến xem. Lúc này... Trong sân vận động đã ngồi chật kín người, ngay cả chỗ phía sau cũng có mấy nghìn người đang đứng. 8 phút trước khi bắt đầu, Âu Dương Chí Viễn thân là người phụ trách mới của từ thiện đường Giang Nam, lên diễn thuyết một đoạn ngắn gọn,
sau đó giới thiệu người phụ trách chính và những người tham gia buổi đấu giá lần này. Lần này đấu giá từ thiện sẽ dùng toàn bộ tiền thu được cho hoạt động từ thiện. Chốc lát sau, buổi đấu giá bắt đầu, Ngô Bình và Tuyết Vũ ngồi trong phòng bao giữa không trung. Món đấu giá đầu tiên là món đồ của một ông lão chăm chỉ làm từ thiện hàng năm, một chiếc ghế gỗ lim. Chiếc ghế gỗ này cũng đã hư hỏng nhẹ, giá trên thị trường có lẽ chừng mấy nghìn tệ, vì vậy giá khởi điểm của nó là 2.000 tệ. Những người có thể tham gia bán đấu giá, đã được sàng lọc kỹ càng hơn cả trước kia, bọn họ đều có tính đại diện rất mạnh, có rất nhiều câu chuyện khiến người người nể phục. Người đấu giá trước tiên sẽ nói ngắn gọn về chuyện của ông lão này, sau đó bắt đầu đấu giá. Giá cả chẳng mấy chốc đã tăng đến 6.000 tệ, ngay khi giá cả sắp được chốt thì Ngô Bình nhấn vào nút đấu giá, ra giá 10.000. Sau đó, lại có người ra giá 11.000, Ngô Bình ra giá 15.000. Sau mấy vòng tranh giành, Ngô Bình ra giá 65.000 mua được chiếc ghế này. Giá khởi điểm 2.000 tệ mà lại tăng lên đến 65.000. Kết quả này khiến rất nhiều người vô cùng bất ngờ. Nhưng cũng may trong buổi đấu giá từ thiện này, có người tự nguyện bỏ ra nhiều tiền như vậy cũng là chuyện tốt. Mấy vòng đấu giá tiếp theo, giá cả cao có đến mấy trăm nghìn, thấp thì chỉ có mấy nghìn tệ, Ngô Bình thi thoảng sẽ tham gia đôi chút, tăng bầu không khí một chút. Cuối cùng, vòng đấu giá thứ 35 bắt đầu, vật phẩm đấu giá chính là một miếng ngọc bội hình vuông Ngô Bình bỏ ra, ngọc bội có thể nuôi dưỡng tinh thần, gia tăng thể chất. Là một miếng ngọc quý thực sự, giá khởi điểm 120 triệu, mỗi lần tăng lên ít nhất 10 triệu. Khi công hiệu của ngọc quý vừa được công bố, mấy nhà giàu có mặt ở đây đều hứng thú, ai ai cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào người đấu giá. Đấu giá bắt đầu, giá cả lập tức tăng đến 200 triệu, sau đó là 250 triệu, 280 tỷ 300 triệu. Cuối cùng, miếng ngọc quý này được chốt với giá 380 triệu. Được một người nhà giàu tỉnh Giang Nam mua về. Mà tiếp theo chính là đấu giá một viên luyện hình linh chú đan trung thượng phẩm bậc 4 của Ngô Bình. Khi hai viên đan dược được đặt bên trong lớp thủy tinh xuất hiện trước mặt mọi người, cảm giác đầu tiên của mọi người là kinh ngạc, thầm nói thứ nhỏ nhoi đó là gì, viên thuốc sao? Người đấu giá cao giọng tuyên bố, các phụ, đây là hai viên linh đan có thể khiến người ta sống lâu trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh. Tên luyện hình linh chú đan. Đan này là đan dược bậc 4, phẩm chất trung thượng. Lời này vừa thốt ra, hiện trường lập tức sôi sục, mấy người thường có lẽ không quá hiểu về giá của đan dược, nhưng mấy khách quý, nhà giàu nổi danh này thì đều biết rõ giá trị và độ khan hiếm của đan dược. Người đấu giá quan sát phản ứng của mọi người, cười, hai viên đan dược này, người bình thường rất khó chạm được, chúng tôi cũng là có cơ duyên mà được một thầy luyện đan tài trợ, nên mới có được hai viên linh đan này. Đan dược này có giá khởi điểm 300 triệu, mỗi lần tăng ít nhất 30 triệu. Tôi ra giá 300 triệu, lập tức có người mau chóng ra giá. 330 triệu, 350 triệu, tôi ra giá 400 triệu. Giá cả đan dược tăng lên nhanh chóng, trong vòng mười mấy giây đã tăng vọt đến 500 triệu, sau đó là 600 triệu, 800 triệu, 1 tỷ. Lúc này, người tham gia đấu giá đã không còn nhiều. Chỉ còn mười mấy người nhưng vẫn tranh giành rất quyết liệt. 1 tỷ 2, 1 tỷ 3, 1 tỷ rưỡi. Mấy người này không còn tăng thêm lần lượt 10 triệu nữa, mà lần lượt sẽ tăng lên đến 100 triệu. 1 tỷ rưỡi, ông số 9 ra giá 10 tỷ rưỡi, còn có ai ra giá cao hơn nữa không? Ông số 47, ra giá 1 tỷ 6, còn có ai ra giá cao hơn nữa không? 1 tỷ 7. Lúc này, Tuyết Vũ cũng rất kinh ngạc, cô ấy nói, anh Bình, vậy mà đã ra giá đến 1 tỷ 7 rồi, đáng sợ thật. Ngô Bình thì rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, 1 tỷ 7 chỉ là mới bắt đầu thôi, người biết giá trị thật sự của nó cho dù có bỏ ra 10 tỷ cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Tuyết Vũ gật đầu, đúng vậy, có thể có sức khỏe mạnh khỏe, sau đó sống đến trăm tuổi, đây đúng là thứ mà mấy người nhà giàu mơ ước. Giá cả tiếp tục tăng lên, 1 tỷ 8, 2 tỷ. 2 tỷ rưỡi. Người tham gia đấu giá càng lúc càng ít, cuối cùng chỉ còn lại 3 nhà, nhưng vẫn cắn chặt không buông, 2 tỷ 6 rồi lại lên 2 tỷ 7. Cuối cùng, giá bỗng tăng lên đến 3 tỷ rưỡi, còn lại 2 nhà tranh giành, 3 tỷ 6, 3 tỷ 7. Số 9, 3 tỷ 7, 3 tỷ 7 lần 1, 3 tỷ 7 lần 2,
3 tỷ 7 lần bay. Cộp, chốt. Những người cạnh tranh hơi do dự chốc lát, số 9 đã dùng cái giá trên trời là 3 tỷ 7 lấy được luyện hình linh chú đan trung thượng phẩm bậc 4. Trời đất, 3 tỷ 7. Mọi người đều kinh ngạc, cảm thấy lần đấu giá này rất đáng giá. Sau đó, không mét cô gái mặc lễ phục đỏ làm người các quý quan khách, món đồ chúng tôi muốn đấu giá tiếp theo đây đến từ một cô gái nhỏ, xin hãy xem video. Sau đó, trên màn hình chiếu một đoạn video, một cô bé xinh đẹp đáng yêu nằm trên giường bệnh, cô bé mắc phải bệnh không chữa được, cô bé cười với mọi người rồi nói, chào mọi người, bác sĩ nói, cháu không sống được bao lâu nữa. Sau khi cháu chết, muốn hiến xác cháu cho xã hội, cho các bạn nhỏ cần đến, như vậy thì sinh mạng của cháu có thể tiếp tục tiếp nối trên người bọn họ. Xem xong đoạn video, đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Phú mở đi vì nước, khẽ nói cô bé đáng yêu như vậy, cô bé không nên rời khỏi thế giới này. Ngô Bình im lặng không nói, thiên địa bất nhân, thế giới này vốn không có gì là từ bi cả, chỉ có lòng người mới có tử bồ. Người chủ trì cũng có phần nghẹn ngào, nói, sau khi cô bé qua đời, cô bé nói với bố mẹ mình, muốn dùng tiền mừng tiết kiệm của mình quyên góp cho những bạn nhỏ không có tiền chữa bệnh, không có tiền mua thuốc. Lúc này, có người cầm một con heo đất nhỏ màu hồng lên bục triển lãm. Người chủ trì liếc nhìn heo đất, giọng điệu dịu dàng nói, con heo đất này là vật phẩm đấu giá do cô bé quyên góp, giá khởi điểm 10 tệ, mỗi lần tăng ít nhất 1 tệ. Mọi người ở hiện trường đều bị khơi gợi sự xúc động, lập tức có người nói, tôi bỏ 1.000. 2.000. Một con heo đất nhiều lắm cũng chỉ mấy trăm, chẳng mấy chốc đã được tăng lên đến 50.000 tệ. Cuối cùng được chốt hạ với giá 99.900 tệ, mà người mua lại nó chính là Tuyết Phú. Chúc mừng vị khách số 2 mua được món đồ rất có ý nghĩa, đồng thời cũng cảm ơn việc thiện của quý khách. Người chủ trì cúi người về phía phòng bao của Ngô Bình và Tuyết Phú. Buổi đấu giá tiếp tục, sau 25 vòng đấu giá, là lần thứ 2 đấu giá 4 viên luyện hình linh chú đan bậc 4, lần này còn lập được kỷ lục với giá 3 tỷ 9. Bởi vì sự xuất hiện của Linh Đan, nửa sau buổi đấu giá bỗng nhiên có thêm không ít người mới đến, những người này đều nhận ủy thác từ kim chủ sau lưng, đến kiểm tra xem có còn Linh Đan được tiến hành đấu giá không. Buổi đấu giá không khiến bọn họ thất vọng, đến vòng đấu giá thứ 100, một viên luyện hình linh chú đan thượng phẩm bậc 4 được đấu giá, giá khởi điểm lên đến 800 triệu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 188.